mình biết bản thân mình là Phật, cái ông ngự trị này luôn luôn chân lý vẫn là Phật, nhưng chúng ta vì không hiểu biết chín chắn, nghe theo người khác, chạy theo cái sự không hiểu biết, bắt đầu mình vớ vẩn, tu mà không có mục đích. Vì tu không có mục đích cho nên ta không đi đúng đường, đi lạc, rồi sai đường tầm bậy tầm bạ. Thật ra trong kinh Bát Nhã Huynh Đệ Tụng có nghe cái là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách không? Nhớ câu đó không? Khi mà mình tu tụng đến mức mà mình ngũ uẩn giai không là sắc cũng không rồi, thọ cũng không, tưởng không, xúc, sắc thọ tưởng hành, thức, diệt phục như thị. Cái ngũ uẩn nó không còn tồn tại thì lục căn đại thanh tịnh thì mới độ nhất thiết khổ ách được. Vì là khi mà ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức không còn tồn tại thì tự động lục căn thanh tịnh. Lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó mới thanh tịnh. Có thanh tịnh như vậy á thì mình học đạo mới tinh tấn được. Bên tịnh độ nó tịnh độ, đọc hai chữ rời ra, mình thanh tịnh, thật là thanh tịnh mình mới độ được mình, hiểu không? Độ được bá tánh chúng sanh quan gia trái chủ trong này, thật sự là thanh tịnh, cực thanh tịnh mới độ được quan gia trái chủ của chính bản thân mình. Lúc đó thật là tịnh thì mới độ được mình, lúc đó mình mới tịnh, tịnh thiệt tịnh mới độ được người. Tịnh độ, nếu mà không thanh tịnh thì không độ được ai cả, bản thân mình còn chưa xong nó độ ai, phải không? Ví dụ cái sức của mình vác 10 kg, đừng có ráng mình vác 20 kg là mình sẽ gãy xương sống thôi. Ví dụ mình học tới đó, chư Phật chỉ làm cho bao nhiêu đó người thôi, mình ráng làm hơn mình sẽ bệnh hoặc là mình sẽ rước nghiệp của người khác. Nói chung chúng ta đều có giới hạn của mình. Mình làm tới đâu chư Phật thấy hiểu biết, các ngài hiểu biết rất là cùng tận, ngài sẽ cho mình làm nhiều hơn, mình không cần phải đòi hỏi. Mình càng tu tinh tấn chừng nào thì tâm linh mình càng cao, tự động vật chất sẽ đi theo sự tu học của mình, nó gọi là phước. Tu giỏi là huệ, mà mình sống có âm đức, có đạo đức thì tự động phước tăng theo. Có vậy thôi mà không cần phải cầu. Tu không cầu, cầu sẽ đi vào ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, sẽ bị ma chướng. Cho nên người tu không cần phải cầu ngoài cho bá tánh chúng sanh dân tộc được an lành hạnh phúc, cho quốc thái dân an. Còn bản thân của mình cầu học đạo tinh tấn, thân khỏe tâm an hết chuyện. Tất cả những gì còn lại của đời mình chư Phật đã tính rồi, mình không cần phải cầu, bởi vì mình là con của ngài mà, phải không? Cha mẹ không bao giờ bỏ con. Cô này cũng vậy, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thầy đang nói ngoài đề chưa đi vào cái bài giảng. Cha mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi, có đúng vậy không? Chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ chư Phật đi thôi. Đến khi mà mình đau khổ, bệnh tật quá mức, không còn ngọ ngoại được, lết bằng mo, bò bằng mũng, lúc đó mình mới gọi xuống, mẹ ơi con khổ quá, cứu con. Lúc đó ngồi rên khóc hù hù vậy đó. Lúc đó ngày mới dục vài ba thứ cho mình chụp vô để khỏi nổi trôi, thấy không? Chụp nhầm cái ruột xe xì, thấy bà có nổi nữa. Mình trôi lăn trong biển khổ mà, trôi lên bờ nó chụp đại vớ nhầm cái ruột lũng trôi tiếp. Thật ra nếu mà mình tu lộn pháp là bị như vậy đó. Ai cũng bị, phải riêng một cá nhân nào. Nếu mà mình tu có mục đích rõ ràng là giải thoát, tu phải có cái lý tưởng. Lý tưởng của các ngài là phụng sự. Nếu mình không phụng sự huynh đệ anh em của mình là mình không có giác tha. Mà không giác tha, dứt khoát, giác hạnh không viên mãn. Rõ không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Nói xong huynh đệ chia sẻ, hỏi thầy, thì chúng ta đàm đạo với nhau để giải quyết vấn đề bệnh tật cá nhân của mình. Bệnh nặng, bệnh nhẹ, lo như nghiệp nhiều, nghiệp ít. Rồi trung đạo giải thích vấn đề bệnh tật và nghiệp chướng. Chúng ta mỗi một người bệnh khác nhau. Nghiệp nặng thì bệnh nặng, nghiệp nhẹ, bệnh nhẹ. Đầu óc trong sạch, sạch sẽ, không bệnh. Nói chung là tâm định, trí tịnh, thân không bệnh. Tâm bất định, trí bất tịnh, thân sinh bệnh. Còn nghĩa là tướng tự tâm sanh. Chúng ta cái tâm như thế nào thì bệnh như thế. Mình không giấu được. Ví dụ mình đau khổ trong bụng thì cái mặt mình nhăn nhó, nó rõ ràng như vậy. Mà cái mặt mình trong lòng mình hận thù thì cái mặt mình khó coi ghê lắm. Nói chung là cái tâm mình sao, cái mặt mình hiện ra đó, mình không giấu được ai. Có giấu cỡ nào đi, một vài bữa sau nó cũng lòi ra thôi. Để giải quyết bệnh tật và nghiệp lực, nghiệp chướng của chính mình, chỉ có một điều duy nhất chúng ta phải làm thôi, làm cho bản thân mình chứ không phải làm cho thầy, làm cho ai đó, không, bà cô không có. Tất cả chúng ta đều có khả năng
chuyển nghiệp lực của chính bản thân mình để giải trừ bệnh tật. Mà theo Trung Đạo thì không phải quyết định là chỉ tụng Đại Bi mới giải quyết. Bên cạnh nó có những bài kinh khác để chúng ta cùng tụng trong một thời gian. Như đầu tiên mình tụng Đại Bi 100 ngày để mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình. Trong 100 ngày đó mình tụng được bao nhiêu mình tụng. Như con bé gì tụng 108 rồi con. Nè, con tụng 108 biến ngày hả? Tụng 108 luôn hả? Giỏi vậy hả? Chúc mừng con nha. Tụng càng tụng á, mình nghiệp mình nó càng nhẹ. Ngộ lắm, tụng kinh nó có một cái phước báo rất là sâu dày. Mình tụng đều đặn, đúng giờ, đúng giấc, tụng hoài hoài, tự động nó rửa sạch nghiệp của mình, giống như cầm cái bàn chải vậy đó. Bên giới luật nó có cái giới gọi là tỳ kheo hay tỳ khưu, người Bắc gọi là tỳ khưu, người Nam là tỳ kheo. Còn cái giới có thầy là kỳ khu, tự tu học, tự kỳ cái khu mình cho nó sạch. Thế là mình lấy bàn chải mình chà khu mình á, đừng chà khu người ta kiếm chuyện. Mình ngồi xuống mình tụng kinh niệm Phật là mình tự chà khu của mình nó sạch sẽ để tội lỗi nó bớt nặng chứ không có gì. Cho nên huynh đệ cư sĩ mình thọ cái giới kỳ khu nha. Còn mấy ông tỳ khưu thì kheo chuyện của mấy ổng. Còn mình cư sĩ tại gia là ngồi xuống tụng kinh để thọ giới kỳ khu như Đạo Phật. Rồi rõ chưa? Để hướng dẫn huynh đệ giải trừ bệnh tật và thay đổi nghiệp lực. Đây là cái câu thầy lặp đi lặp lại rất nhiều trong dĩa. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp báo của ngày hôm qua, mà tất cả chúng ta đều có cơ hội thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống hiện thực, thật thà, chân thật trong hiện tại. Trong hiện tại sống chân thật thì tương lai sẽ hoàn tất. Câu này bất di bất dịch. Hôm nay mình sống chân thật, sống cho chân thật hôm nay, trong đời đạt đạo tương lai sáng ngời. Trong ngày hôm nay, trong giây phút này, cái tâm chân thật, cái lòng chân thật, cái ý chân thật, lời nói chân thật sẽ tạo tác cái nhân chân thật, thì ngày mai nó trở về là cái quả chân thật. Nếu huynh đệ hiểu như Trung Đạo thì huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp quả. Nó rất là dễ hiểu, không cần phải suy nghĩ sâu xa. Chúng ta biết luật nhân quả, mình cho ra cái gì nó sẽ về cái đó. Mình cho ra những điều xấu thì điều xấu trở về luôn luôn là 4 lần. Quý vị cứ nghĩ là nhân quả, nhân là cái cốt lõi mà nó sinh ra một cái quả. Hay là chẳng hạn như nói là một cái hột, cái hột điều mình ươm trồng thành cây điều ra trái điều. Thực sự cái nhân quả, mình đọc nhân quả, cái quả của thế gian, cái luật quả báo đều là 4 lần, gọi là nhân, cấp số nhân. Thả 1 hưởng 4, thả 10 hưởng 40, thả 100 hưởng 400, thả 1000 hưởng 4000, thả 50 ngàn hưởng 200 ngàn, có phải vậy không? Tức là 4 lần không thôi, 4 lần là 2, đúng rồi. Khi chúng ta thả 1 ta hưởng 4, đó là luật bất di bất dịch của trụ, không có nhiều hơn 4 mà chẳng ít hơn 4. Bây giờ nếu chúng ta đã hiểu luật quả báo là thế thì mắc chứng gì mình phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu, đúng vậy không? Vấn đề là Phật tử thuận thành mà, đâu cần phải suy nghĩ nhiều, biết rằng luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác thì mình không cần phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu. Thấy gì mình làm xấu, nói xấu, mình gửi những cái nhân không tốt lành đi ra ngoài thì cái quả không tốt lành trở về không ngừng liên tục trong cuộc sống, thì mình gọi là gặp nghịch cảnh chướng duyên. Thấy gì mình đi gặp nghịch cảnh chướng duyên, tại sao không thay đổi những tư tưởng, như là ăn tiếng nói, như hành động của mình trong sạch hơn, trong lành hơn, tinh khiết hơn, thanh tịnh hơn, thì tự nhiên quả báo trở về mình là trang nghiêm, thanh tịnh, tinh khiết. Quý vị có thấy đúng không? Đúng không? Quý vị nghĩ tới Phật, cái miệng nói Phật, trong lòng có Phật, cái đầu tưởng nghĩ tới Phật, trong tim có Phật. Nếu chúng ta từng giây từng phút đều nghĩ tới Phật hết, thì mình gửi những cái tư tưởng an lành tốt đẹp ra tận cùng vũ trụ, thì nó quay trở lại với mình là gì? Là gì? Là Phật. Tức là mình chỉ nghĩ tới Phật, lúc nào cũng nghĩ tưởng tình yêu thương tới. Nó quay trở về là tình yêu thương không ngừng nghỉ. Luật quả báo là thế. Bây giờ huynh đệ đã hiểu luật quả báo, chúng ta nghĩ cái gì chúng ta được cái đó. Muốn xấu được xấu, muốn tốt được tốt. Chúng ta là chủ nhân của quả báo, của chính mình. Muốn sạch là được sạch, muốn xấu được xấu, muốn niết bàn là niết bàn, muốn địa ngục là địa ngục. Bây giờ huynh đệ tự quyết định xấu hay tốt.
Nếu đệ tử quyết định rồi, chúng ta sẽ giải thích tỉ mỉ, chúng ta sẽ tiếp nhận nó và sống, chúng ta sẽ được như ý đó. Bây giờ quý đệ biết luật rồi đúng không? Hãy nghĩ xấu về xấu, nghĩ tốt về tốt, quý đệ tự quyết định đi, địa ngục hay niết bàn. Tất cả những gì mà tư tưởng xấu xa, đê tiện, hành động xấu xa đê tiện, lời nói xấu xa đê tiện, đưa đưa mình tận cùng của cái dục giới, rồi mình sẽ đưa trong đó gọi là địa ngục tại thế gian. Còn những gì mà thanh cao, trong sạch, tinh khiết như chư Phật, chúng ta sẽ được những quả báo tốt lành của chư Phật, gọi là quả báo tốt hay là nghiệp, nghiệp báo tốt. Giờ anh hiểu rõ luật chưa? Rõ luật quả báo chưa? Dễ hiểu không? Bây giờ mình đã hiểu luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác. Phải nhớ rằng luật quả báo của vũ trụ mà chư Phật cũng không được chen xen vào, chen chân chen tay vào. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát luôn luôn tuân thủ các luật của vũ trụ. Luật quả báo bất di bất dịch vũ trụ là chúng ta không ai có thể thay đổi được cả. Chỉ có ngồi xuống tu luyện thì mới thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được luật, thay đổi được nghiệp lực của chính mình, thay đổi nhân quả xấu tốt của mình. Rõ chưa? Chỉ có cách ngồi xuống thôi, rị mọ. Tu phải rị chứ, rị nó mới linh. Đại huynh đệ hiểu luật quả báo rõ ràng rồi thì không có gì khó khăn cho huynh đệ tu học cả. Huynh đệ không cần phải tu làm ông này bà nọ, không phải như Trung Đạo hay thầy Thiện Chí phải cào đầu mà không cần. Hồi xưa Trung Đạo nghĩ là cái này quan trọng lắm. Bây giờ thấy thực sự là phương tiện tạm bợ thôi. Một phương tiện tạm bợ cho huynh đệ mình nương vào đó, nó đủ lực tự động nó tách mình ra, nó đi tiếp. Không ai có thể cầm vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho chính mình, mà chỉ có chúng ta tự làm cho bản thân mình mà thôi. Trung Đạo cũng vậy, theo luật Trung Đạo không thể nào cầm vương miện của Phật tánh đội lên đầu cho huynh đệ, huynh đệ phải tự cầm cái mũ Phật tánh đội lên đầu cho chính mình. Rõ không? Thì trên Trung Đạo chỉ là một phương tiện. Ngày xưa Trung Đạo nghĩ cái hình tướng này quan trọng lắm. Dạ, thế chừng mà hiểu biết rồi đó, cái quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nó vậy đó. Còn cái gì cũng là quan trọng là trước quốc, vậy tu làm cái gì? Tu rồi cái mạng còn chưa quan trọng nữa, đừng có, phải không? Cái mạng là tạo ra của cải vật chất mà nó còn không quan trọng nữa, cái chuyện gì nữa mà quan trọng? Quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ cha nó đi hết chuyện. Tại đó chúng ta biết luật nhân quả, đâu còn gì nó phải lo ngại. Luật nhân quả trang trải tất cả đời sống chúng ta, của tất cả những người trên thế gian này, còn đi đứng, còn nói chuyện, còn làm việc, còn làm bất cứ cái điều gì đều không thoát khỏi luật nhân quả. Cho nên chư Thiên, chư Phật, chư Tát, các ngài rất hiểu luật. Cho nên các ngài không xía tay vào nghiệp lực của chúng ta. Trừ khi nào chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cầu nguyện bằng cả tâm tư trí tuệ sức mạnh, lúc đó các ngài phóng quang tiếp điển để trợ lực cho mình mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, rộng lớn hơn, phóng khoáng hơn, từ bi bác ái hơn, yêu thương rộng lượng hơn. Mà cái tâm từ bi là nó chiếm 99.9 điểm đậu rồi đó. Nếu anh đệ tu mà không phát triển lòng từ bi thì giống như một cái hạt giống nó bị chai, nó không mọc được. Tu hoài cũng vậy thôi à. Tu phải nghĩ tới những người, nghĩ tới những người chung quanh, giúp đỡ những người chung quanh phát triển. Mình biết một, mình giúp một, chứ hai giúp hai, chứ đừng biết một mà nói mười, mình trất quốc, người ta nghe theo, người ta trật lất đó. Còn mình tu, mình thấy cái này, thấy cái nọ là của mình thôi. Mình không kể cho người khác nghe được, mình kể người ta khác, người ta không hiểu, người ta nói bậy, người ta tạo nghiệp. Cho nên cũng không được nói, trừ khi mà gặp thầy hoặc người nào hiểu biết, cái mình bàn với nhau. Có những người tu mà hỏi mấy ông thầy cũng trất quốc, không biết gì giải thích đâu. Thì có tu đâu biết. Phải nằm trong mền mới biết mền, mới nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mình nằm mình mới thấy được sự việc, mình mới hiểu. Bây giờ hỏi gì Trung Đạo cũng trả lời, bởi vì Trung Đạo đã trải qua những cái cảm giác, những xúc cảm đó rồi. Cho nên hiểu biết được đến ngày cuối cùng đó, là mình càng tu cái tâm từ bi càng rộng lớn thì quả báo rất là gần. Bởi vì luật quả báo luôn luôn đem lại tất cả những gì mà anh em huynh đệ chúng ta thảy ra ngoài, luật quả báo sẽ đem về tất cả lại cho mình. Cho nên mình làm tốt thì cái tốt trở về là 4 lần, làm cái xấu trở về là 4 lần. Chúng Đạo lập đi lại rất nhiều cái luật quả báo này trong những cái dĩa khác. Trung Đạo chỉ nói một lần thôi, huynh đệ sẽ hiểu. Đây là nói nhiều lần mà chưa nghe đó. Luật quả báo rất là ngộ, không ai trong chúng ta có thể thoát được khỏi luật này. Chúng ta vừa nghĩ bậy là đã viết xuống rồi.
vừa nói bậy đã viết xuống rồi, cái luật nó sẵn chờ hết, từng cá nhân một không ai tránh khỏi, vừa nghĩ tầm bậy tầm bạ tính toán là nó ghi xuống rồi. Thì khi mà cuối đời bắt đầu nó đưa cái bảng cộng trừ nhân chia ra, bây giờ mình nghĩ cái này nè, một lần trong một phút mình nghĩ 60 lần, 60 lần quả báo về là bao nhiêu? 4 lần, 240 lần, đúng không? Nên chúng ta ngày hôm nay vui, ngày mai vui, ngày mốt vui, ngày kia vui, chúng ta cứ vui vẻ cho ba tánh, hãy lại gần thầy là vui. Mình tạo tác rất nhiều phước đức, trong cái tạo tác phước đức cộng thêm cái niềm hạnh phúc an lạc của chính bản thân mình, mình tạo rất nhiều nghiệp tốt, thành ra quả báo tốt trở về không gọi là thiện lành. Mà người tu quan trọng nhất trở thành thiện nhân, những quả báo tốt lành quay trở về mình không ngừng nghỉ, bởi vì cái tâm tư tốt lành của mình thì mình thực sự là một thiện nhân. Một thiện nhân thì có nhiều cơ hội học đạo gần gũi chư Phật. Từ thiện nhân học cho giỏi vô, rồi thần nhân, rồi thánh nhân, lúc đó rồi Phật. Chúng ta tu nhân học Phật là chỗ đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống để mà tròn cái nhân đạo, chúng ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Mở mắt ra là vui vẻ rồi, nghĩ tới chuyện làm thiện lành, nghĩ chuyện làm lành mà, thấy không? Rồi ngồi xuống rảnh thì tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Nghĩ thiện làm lành là tạo phước, là gọi là phước hữu lậu. Tụng kinh trì chú là tạo phước, gọi là phước vô lậu. Tụng kinh trì chú phước vô lậu tức là âm phước, làm việc phước cho bá tánh, cúng dường từ thiện là dương phước. Âm phước, dương phước, hai cái nó cộng lại thành phước báo, thành công đức. Nên chúng ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Cứ làm, cứ ngồi xuống tụng kinh chú, làm được cái gì làm cho bá tánh cứ làm, còn chuyện còn lại luật nhân quả sẽ đem về đầy đủ cho chúng ta. Bây giờ huynh đệ có rõ luật nhân quả chưa? Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Hãy dễ hiểu thì làm được, hãy làm được thì có kết quả. Vì ai cũng có thể làm được cả, mà có chịu làm hay không á. Quan trọng nhất là trong Phật pháp phải làm, chứ không có lý luận được. Mình lý luận suông cho nói chuyện hay chơi vậy thôi, chứ thực sự chẳng được ích lợi gì hết. Chỉ có nhào vô làm thôi. Làm để chứng minh, làm để biểu lộ cái tánh từ bi, yêu thương ba tánh, để biểu lộ cái tánh rộng lượng từ bi bác ái, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, giàu nghèo sang hèn, yêu với một cái lòng yêu thương của Bồ Tát, lúc đó mới thực sự là phước báo. Còn yêu thương mà có sự tính toán thì để luật nhân quả xử. Người giàu đến với mình tiếp xúc với họ đủ cho hiểu mình thôi. Còn người nghèo đến với mình giúp đỡ, mình tiếp xúc, mình đừng làm cho người ta cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu mà mình làm cho người nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với những người khác, thì chúng ta là những người thủ phạm làm cho họ thối bồ đề tâm. Người nghèo đến gặp ông thầy thấy người nghèo đến nên tiếp xúc nhiều hơn cho người nghèo có cơ hội. Với người giàu lúc nào cũng có cơ hội, nó có tiền rồi thì đâu cũng có cơ hội cả. Chẳng hạn như người nghèo bệnh quá sắp chết, gặp ông thầy là ra tay cứu liền, nó sống lại, còn chờ chỗ khác là nó ngủm cha nó rồi. Còn người giàu nó có đau đớn cỡ nào cũng chở bác sĩ nó cứu, phải không? Thành ra mình gặp người nghèo mình làm nhiều hơn một chút, người giàu thì làm chút chút thì nó cũng có cơ hội rồi. Cho nên nếu mà gặp người giàu mà xum xêm nói chuyện hoài, nịnh hót hoài là mình cũng vô địa ngục đó. Rõ không? Một người thầy tốt là luôn luôn giúp đỡ huynh đệ bá tánh trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, mình giúp đỡ họ nhiều thì tự động phước báo nhiều. Còn những người giàu tới mình bỏ những nghèo đi là mình làm cho những nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, họ thối bồ đề tâm, là lỗi lầm tội lỗi của chính mình. Vấn đề hiểu thầy chưa? Hiểu rõ không? Cho nên á, thấy xe đạp á, thì nói chuyện nói nhiều hơn, để về nhà lấy dao đâm bánh xe đạp nó không thèm tới chùa nó đó. Còn đi xe hơi từ từ nói không sao, thì nó có nhiều cơ hội hơn. Nó có bệnh đi chăng nữa vẫn có bác sĩ giúp. Còn người nghèo quá rồi nó đi bộ tới mình không giúp, nó về nhà nó không có thuốc thì mua thuốc là nó chết đó. Nhớ chưa? Thật ra huynh đệ mà khó khăn mình giúp đỡ nhiều hơn. Còn huynh đệ mà thực sự có chút xíu điều kiện á, thì mình từ từ, không có gấp. Nhớ không? Không nghĩa là mình bỏ rơi người ta, nhưng mà người ta còn có cơ hội. Còn những người nghèo không có cơ hội. Mà người thầy có lòng từ bi phải thấy điều này. Rõ chưa? Để mình giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân mình, không có kỳ thị trong việc phụng sự. Nếu chúng ta thấy một người chạy xe mắc tiền tới, mình bận rộn nói chuyện người đó nhiều quá, thì 15 đứa đệ tử nghèo nó còn chờ một lời nói của mình đi, nó chờ cả ngày chưa được mình ngó tới,
Bởi vì cái xe mới kia nó làm mình mù con mắt, đâu thấy đường đâu. Rõ không? Còn 15 đứa ngồi nó chầu trực từ sáng tới chiều chưa nói một lời nào với nó. À, nó nói thôi, nói thì thầy bận lắm rồi, thầy đang bận để tiếp xúc với thằng khốn nạn này nè, nó giàu lắm. Hiểu không? Hiểu thầy nói không? Tại vì nó mình tiếp xúc nó cho nên mình cũng khốn nạn luôn. Bởi vì mình bỏ rơi những người nghèo bên cạnh, người ta đang chờ đợi một lời khuyên của mình về họ cũng khỏe. Cuộc đời này rất là ngộ, cho dù giàu nghèo hay là cỡ nào đi, vẫn có một gì đó để ôm ấp mà sống qua ngày. Tất cả chúng ta đều có một điều đó, phải giữ nó để lấy làm một niềm vui để sống. Nhưng các ngài cho mình cái hy vọng, một hy vọng mình sẽ vượt qua hoàn cảnh khốn khó này. Cho nên đừng để huynh đệ nghèo khốn mà mình mất hy vọng. Rõ chưa? Mình làm cho mất hy vọng là mình cũng bị đọa như thường, bởi vì mình đã đánh chết một cái chủng tử Phật đang ngoi đầu lên. Tu đạo rất là quan trọng trong chuyện tiếp xử. Nó bệnh quá, đối xử nó tốt tốt hơn. Khi nó khỏe rồi mình từ từ mình thả nó ra, nhớ không? Chứ không có giữ nó hoài để nó tự lực cánh sinh. Thế nên mình tập yêu thương đồng đẳng để mình không tạo tác nghiệp cho chính mình, và cũng không làm cho huynh đệ mình bị đau khổ vì sự đối xử của mình. Thì nó bắt đầu nó sẽ nghĩ bậy, nó tạo nghiệp. Thế nào nó cũng tạo nghiệp rồi. À, mình đối xử tệ là bắt đầu nó nghĩ xấu, nó nói xấu, nó bậy, nó mắng nhiếc mình là nó tạo nghiệp rồi. Bởi vì mình chính là nguyên nhân cho nó tạo nghiệp. Rồi bản thân mình cũng tự tạo nghiệp cho mình, bởi vì mình đối xử không công bằng. Rõ chưa? Là thế không? Cái nghiệp chướng nó kinh khủng, cái quả báo nó kinh khủng lắm. Mình đối xử tầm bậy, người ta nói bậy, tất cả đều mang nghiệp hết. Mình cũng bị, mà mình tội lỗi nhất về sự hiểu biết của mình. Vì hiểu biết nhiều mà không cư xử, hành xử, đối xử, tiếp xử đúng là mình tự tạo tác nghiệp quả của chính mình. Rõ không? Cho nên cẩn thận trong việc cư xử, tiếp xử, đối xử, hành xử. Không thôi là tự xử đó nha. Nhớ chưa? Thì ta phải cẩn thận. Bây giờ huynh đệ này cũng vậy. Chúng ta gặp nhau vui vẻ đối xử nhau, rồi nhại đấy đi. Nhưng mà không hề có sự phê bình chỉ trích sau lưng nha. Ngày mai quay lại gặp vẫn vui vẻ như thường. Đó thực sự là một người Phật tử thuần thành chân chính. Đệ tử của thầy chưa bao giờ nghe thầy than phiền trách móc một người nào hết. Chưa bao giờ có. Bởi vì lúc mà mình cứ bận rộn, bận biểu trách móc người này người nọ kia, thì mình làm lãng phí cái thời gian phụng sự cho chư Phật á. Hiểu không? Tối ngày ngồi trách móc không à, không lo làm việc, không lo tu hành, mình đâu có tốt lành mà trách người khác, phải không? Phải không? Cho nên để mà mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình á, mình phải ngồi xuống, mình tu tụng, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, tập cái tánh yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh mà không cần điều kiện. Chư Phật thương yêu mình đâu có điều kiện đâu. Chư Phật nhìn mình đâu phải chấm đứa đẹp đứa xấu mà yêu thương, không có. Các ngài nhìn bằng cái tâm từ bi, từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng mà, đúng không? Với nhìn bá tánh chúng sanh con mắt từ bi thì phước vô tận. Tại sao mình không tập như mẹ Quán Âm Bồ Tát đi? Từ nhãn thị chúng sanh, cho dù mắt khí nhìn cũng từ thị được. Con mắt khí nhìn cũng có cái lòng rộng lớn bao la, cho nên mắt khí nhìn ít đâu, đừng có tưởng bở. Phải không? Đừng tưởng mắt bự mà nhìn nhiều hơn người mắt khí, lầm to. Thầy nè, mắt khí nhìn bự lắm á. Thấy mọi thứ rõ ràng. Cho nên từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Chúng ta là một Phật tử thuần thành chân chính, chúng ta chỉ cần biểu lộ như vậy thôi, tự nhiên phước báo vô biên. Tại sao chúng ta không chịu làm một việc đơn giản đi, để không tạo tác nghiệp ác? Hả, mình nhiều nặng nghiệp là mình bệnh nặng nhiều. Đừng có tưởng có tiền nhiều mà không bệnh đâu. Hả, có tiền nhiều, ăn nhậu nhiều, làm tầm bậy nhiều, xài nhiều, tổn phước, bệnh. Thấy chưa? Tiền nè, cộng xài tầm bậy, cộng lãng phí nhân đức, bằng bệnh tật. Đó. Nghèo, cộng biết làm thiện, tụng kinh trì chú, bằng khỏe. Công thức rõ ràng, không có trật đâu. Từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn bá tánh chúng sanh, yêu thương không điều kiện, chính là từ nhãn thị chúng sanh, đó là nhìn bằng con mắt từ bi. Thì tự nhiên mình phước báo vô cùng. Huynh đệ chỉ tập như đó thôi, có hai câu đó thôi mà không làm được, nó thiệt sự là không biết làm sao nói nữa. Nhớ không? Từ nhãn thị chúng sanh không phải là con mắt nhìn từ từ đâu, từ từ tới nơi là chết bà nó hết rồi. Phải không? Cho nên chúng ta đơn giản mở mắt ra nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú. Nghĩ thiền làm lành là tạo phước hữu lậu, tụng kinh trì chú là tạo phước vô lậu.
hữu lậu vô lậu cộng lại là dương đức và âm đức, hai cái cộng lại bằng phước đức, công đức. Cho nên mà xuống tụng kinh điển là phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành để tạo phước, phước huệ song tu đầy đủ, thấy chưa? Nó dễ hiểu lắm. Rồi nhìn huynh đệ bá tánh sanh bằng lòng thương yêu chân thật bình đẳng. Mình có cái lòng thương yêu chân thật bình đẳng trong điều kiện thì mình là ai? Mình chính là thiện nhân. Thiện nhân chính là Bồ Tát đó. Nó đơn giản vô cùng, đâu phải cái từ ngữ cho nó cao xa rồi cái đọc hoài không hiểu, nói thì không hiểu tới đâu mà nói vớ vẩn, phải không? Cái người mà gọi là thiện nhân á, một thiện nhân thực sự chính là Bồ Tát ở tại thế gian, thương yêu mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, nghèo giàu, nghèo sang hèn đều như nhau. Ai tới mình cũng tiếp xử bằng một tấm lòng an lành hạnh phúc cho họ, đem cho họ một niềm vui nho nhỏ, và lấy niềm vui nho nhỏ đó về nhà làm cái cột mốc để họ phát triển niềm vui của họ nhiều hơn. Đó là sự giúp đỡ và tương trợ về mặt tâm linh. Trung đạo đi trị bệnh ở Vĩnh Long, chúng ta biết rằng sẽ gặp nhiều người nghèo, cái vùng nó nghèo lắm. Trung đạo đem theo khoảng chừng 20 cái bao thơ, mà huynh đệ biết cái vùng xa xôi là 200.000 đã là bự lắm rồi, bự vô cùng, thì cái gì nó cũng rẻ hết á. 15 người vô ăn chay à, đâu bao nhiêu tiền đâu, 10.000 tô hủ tiếu, thấy chưa, có 150, 15 người ăn 150. Nhưng mà trong khi trung đạo trị bệnh cho một người, mình nhìn thấy cái sự đau khổ nghèo nàn của người ta, huynh đệ có nỡ cầm 100-200 ngàn không? Sao mà cầm được, phải không? Mình phải móc túi đưa cái bao thư 500 ngàn cho nó về thấy tiền 500 ngàn nó hết bệnh, nó khỏe liền luôn. Bây giờ từ cái mặt xanh sau ốm yếu giờ vui cười ha hả, thấy hàm răng luôn. Thầy thực sự thầy làm, thầy kêu con đưa đi, trời thấy cái mặt nó thầy chịu không nổi. Trị xong cái đưa tiền cho nó, đó là một phương tiện để mình độ huynh đệ mình, để cho nó thức tỉnh, đồng thời nó cảm thấy là không bị bỏ rơi. Nó nghèo quá ai cũng làm lơ nó hết á. Bây giờ tự nhiên ông thầy lạ tới trị bệnh xong cho nó tiền, nó về, không phải cái đồng tiền làm cho nó mừng, cảm thấy là không bị bỏ rơi, có vậy thôi đó. Bây giờ nó học rất là giỏi, mẹ nó rất là ghét nó, mà mẹ bà cục một cái chân bà ghét lắm, bà hành hạ nó ghê lắm. Bây giờ bà lại biết ăn chay niệm Phật, nó là hay á chị, nó tu quá giỏi luôn. Đồng thời ở cái vùng đó Vũng Liêm á, thầy thấy con gái đàn bà bị đàn ông hành hạ lắm, chồng chúa vợ tôi muốn đi đâu mới xin mà nó không cho đi, mà nó không cho tu nữa, kỳ cục vậy đó. Nó ăn nó nhậu nó chơi thì được, còn mình làm chút xíu tốt nó không cho. Thì đệ tử thầy nó mỗi lần đi gặp thầy là nó khóc cái tội lắm, nó khóc sướt mướt, để đời nó khổ quá, nó không có được, muốn đi tu học muốn tụng kinh nó không cho nữa. Cái thầy dạy như nãy thầy nói là một là đấm cho con mắt, hai là, nhưng mà thầy nói nếu tụi con tiếp tục làm vậy, tụi con cho chồng con một cái phương tiện tạo nghiệp ác, tụi con sẽ vô cùng đau khổ, bởi vì con cho nó làm ác hoài à, con phải khổ lây, gọi là cộng nghiệp. Giờ con làm gì làm, con phải nói thẳng vấn đề là con muốn làm người tốt, vậy 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 đó. Thì bữa biết chồng nó nói về nó đứng thẳng lên nói nhỏ nhẹ lắm, nó kể cũng nhỏ nhẹ đó. Con nói vậy nè sư phụ, con của trời nè, muốn đi nè, cản không? Cản hả? Đi, bỏ ra cửa đi luôn, giờ chồng hết dám nói luôn rồi. Mà nó nói nhỏ nhẹ lắm, nó còn không sợ nó, lúc đó điên hết sợ rồi sư phụ. Thế chừng mà nó tỉnh lại nó, ủa ai nói phải con? Ông Phật trong bụng nó nói á, muốn làm người tốt mà. Còn đệ tử thầy ở An Giang, thấy gần Châu Đốc không biết, An Giang Châu Đốc phải không, Long Xuyên rồi đó. Nó muốn làm người tốt, nó muốn tu, mà bố là người hòa hảo, vợ người hòa hảo, lên trên kiếm cái bè kiếm thầy để tu. Thì vợ nó gọi cho thầy, nói thầy à, chồng con tên là anh có đi kiếm thầy đừng cho vô nhà nha. Ủa sao vậy? Nói à, con không muốn ảnh đi tu. Nó ủa gì, chồng con muốn làm người tốt mà con không cho vậy, chứ nó ăn nhậu, nó có gái, nó cờ bạc, nó đánh đập con chịu không? Nó dạ chịu. Nó vậy thôi thầy đuổi chồng con về nha. Ông chồng nói, ông ba nó vậy, ba nó không cho nó tụng kinh à, nó lập cái bàn thờ bên cạnh, bàn thờ hòa hảo, nó tụng kinh, ông không chịu. Mà nó nghe dĩa của thầy, ông cũng không chịu. Cái bữa nó ông chửi thầy, cái nó sư phụ ơi, ba con chửi sư phụ. Nói sư phụ mới nhắn lại nói là sư phụ không biết ba con không biết sư phụ, sư phụ không có lầm lỗi gì hết, ba con chửi cũng không sao. Cái này gửi thôi, nói cảm ơn sư phụ đã rộng lượng. Cái à, ba con chửi là vậy nè à, mày nghe ông nội mày hả, không nghe tao. Rốt cuộc sư nói đem ba con lên đi, không nghe lời sư phụ hả, ông đi mổ 70.000 cái lưng ổng đó, 70.000. Bây giờ ông muốn tốn 70 triệu chứ, 70 triệu cái lưng đó, hay là muốn không tốn tiền lên đi, nói ông bác sĩ ở Mỹ về trị phi đó,
Thế bữa bữa mười bữa hai mấy nè, cách đây ba bữa đó, ổng đi từ dưới ở Châu Đốc lên đi kiếm thầy trị bệnh cái lưng. Hai cái chân ổng tê, chân tê hết, mông đít cũng tê, lưng đi thì đau. Để bấm việc xong xuôi về, nhìn sao nói khỏe ghê luôn, không tốn tiền đâu, phải mất 70 triệu rồi. Thôi bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá mình mới nhớ tới mẹ mình, niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát. Mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bà bằng muỗng mới kêu mẹ, năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ làm chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai hết á, biết xài thôi, biết phá hoại phước đức vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á. Rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, ý thì là mình quên đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi. Còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lại, chiều 108 lại để hưởng công đức cho mẹ, có tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ. Ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy, mẹ thầy là 90 tuổi. Mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đều bóng, mắt sáng quát, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm lãnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong địa tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiệt bà la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi rồi thầy đốt xác thầy dục xuống biển, hết chuyện khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mà phải khóc, luật mà, phải không? Thì đó, cứ yên tâm đi rồi ngủm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, thì nằm xuống ngủm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai vậy rồi ngủm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí, vì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng ta hôm qua có ca cái bài đó, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Luật quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rần tức thì. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm ha. Làm vui vẻ, có gì đâu, trời ơi, con có ngày mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu, mọi cái có hết. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy viết: con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiêng liêng, Như Lai quyền lực vô biên tâm từ, ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏ đám mây hương, cầu xin cho Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Rõ ràng. Làm phước không cần phải cầu báo,
làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng một kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thế họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thế họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Để phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiền làm lành tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Ở Di Đà Phật, cho nên mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này nè, không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Vì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Thế chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát vậy đó, nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, nhìn huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy, chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, là đối xử bằng Phật tánh. Dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Muốn tiến hóa, muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiền Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân. Pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi, nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thâm Bồ Tát ấy. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ ba tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gùm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi. Hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì thôi sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, hiểu cái tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Trung đạo chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi đó.
một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo, rồi nó gây lộn mình cũng lo, rồi nó ganh tị mình cũng, nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à, mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi khó xử, mà nó vô minh rồi nó cãi hoài nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà tụi nó không hiểu là sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả. Cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình vẫn chuyện bình thường. Nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều vô đi giải sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ, tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là chị nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, tại vì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui hết á. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, phải không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cho phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Một Phật. Dạ hỏi đi con. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con thiện chí thì đi tu hành, có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại, thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại. Đó là khăn người chúng ta là giả, không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và khởi sát. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những việc người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên tâm bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cũng gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rần rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả, các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở tinh đố rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà
họ rất là vui, nhưng mà Phật tử thì luôn 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 nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn cho nên kém phước, không cúng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, quý Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á, chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy là cúng dường vô ý khí nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ thì có đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá con cũng bị coi phim tài hiên, thì con mới quấn cái mền lên con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong thì một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam mô khiên khủ khiên nhãn vô ngại đề bi tâm đà ni Nam mô hết cha đấng na đa đa di đà Nam mô di đà Bồ Tát đế hết tới đây giờ làm viết vậy á. Cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức đó. Cô giáo kêu Quỳnh Quy Phú lên tả bài. Cái Nam mô con lên con đứng trên lớp Nam mô đề bi hồi khẩn Phật tác khiên khủ khiên nhãn vô ngại đề bi tâm đà ni Nam mô sa đấng na đa đa di đà Nam mô gì giờ làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con mới đang. Cái thằng Quy Phú đó năm nào mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đá vô, nó đá trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên, lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt là không cho con thấy đường đi lên lớp. Mà tụi bạn con nó hồi ở cái hàng Quy Phú nó điên khùng quá trời, nó đi học rồi. Em bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đơn về từ đó là con bệnh cà tân cà giật á. Thì lúc đó con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đưa vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á thì con biết ba má con hết, mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, vừa dặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Vừa dặn tiếng mẹ cái mỏ con méo là. Mà con nói con 14 tuổi thì nó giật là nó nói con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con cái Nam Mô A Di Đà Phật trong bụng con vậy cái. Mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà con, đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái, mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe đa ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy. Nó nhẹ nhàng nó bị lăn vậy. Con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau thì ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa hồi bất lắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới mới tụng kinh bên đạo mẫu á sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm
vừa bệnh mà vừa đủ thứ công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên điên cũng không có, mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á, thì con không biết tính tiền, tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán háo á, trong vòng một tuần lại con sạc vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại, không minh cái không minh và đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con chắc một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái am ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt. Sau khi 19 tuổi con cắt á, tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cây vàng nữa, con ta nợ làm đầu đầu óc một tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kia làm tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á, dụ con giết, dụ giết là đi vô chùa tu. Vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa á, là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua tàu cao ông đó, hai vị con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm á, điếm là nhỏ lớn dùng bán sức ghẹt hết. Thì con mới nói nè bố, tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bổ Nghiêm, nhưng mà Bổ Nghiêm thì chùa tu thiền không có xuất gia. Tôi bắt con về chùa Tịnh Độ, thì về trên Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia để đầu cho con. Mà vị đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1.000 chục, ông bán 1.500 mà ông bắt đến nhà nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con vẫn làm lỗ, con dám vô chung vô. Mà khi con ghét nhà nhân nào thì quả tao quá đó, trời tao quá đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bổ Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bổ Nghiêm á, thì chùa Bổ Nghiêm đó ở đây tu thiền thì tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tường cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bổ Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học á, con bị đủ thứ chuyện hết. Cảm ơn con mới bỏ về ở chùa Bổ Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bà con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 à, mà sống tới mấy tháng là sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong hai tháng thì bạn con đã bỏ đi khắc thực, là bạn nó đi khắc thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết xong rồi con ở đó con tu. Thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu á, ở nhà lá ở trên núi một mẫu đất mà gai góc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối đã, trồng một mẫu chuối trên đó, rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Thì con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mượn cái khuôn in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu hợn hồ xây và cát, thì con bơi lên từ dưới chân núi, con bơi lên con cắt cái nhà. Mới đầu thì con đi được con cao được 1.5 m, sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 m. con không xuống, con đau lên, con không xuống tới 6 tháng trời con không dám về nhà, tại con đi còn không đó. Ra con mới không dạ thôi, bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú sẵn nói đó luôn. Dạ sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa, ở đó một tháng con sống có 10.000 mà con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốt thuốc. Hốt thuốc thì con xin nhà chùa cho con hốt thuốc khí không có tiền. Thì con hốt con uống ghét con hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ mới cao lên 1.5 m. Rồi con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con còn không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi về, mỗi lần mà con về mấy năm trời đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự khử khách là
Con đi xem đa cái quan á, cái con đi lại chỉ con đi xem đa lại chỉ con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ lít xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con xong mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi còn hơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại khử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con điên khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám á nói là con á con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai độ cho con và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không. Cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô thì vô lai gai thôi. Chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được. Ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau nó đổ ra còn hơn nữa. Hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa con làm cái tới chiều, chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được. Cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập viện lớn con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nói chứ con, nếu mà con viện lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên ở đây á, con cũng không báo với Phật tử á. Thì sư phụ nếu sư phụ thương á, thì tông chú sư phụ nguyện cho đạo tràng chúng con. Thì đầu tháng sau vào ngày Chủ nhật, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều. Để mỗi chiều Chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á. Để cho có cái đạo lực và có những cái phước á mà Long Khê Khánh chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thầy công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng. Nhưng mà cho Phật tử là ngày Chủ nhật mỗi buổi chiều Chủ nhật ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở dùm cho đạo tràng chúng con và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiền chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiền chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiền chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiền chí đâu. Thiền chí đi chung sư phụ biết là đó, sư phụ làm mấy cái đại lễ và thiền chí phước đức được ngồi chung được hầu đàn là cả cái phước khiến cho thiền chí đi chung. Thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả vấn đề, không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước khi thiền chí tụng Đại Bi nhiều rồi đó thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng Đại Bi đó thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á là cái người trụ trì hoặc là chủ sử á là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, mà lùn có thước rưỡi à mà khiêng riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung, phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh nữa thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó,
bỏ chỗ khác chạy để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với quý vị đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ người ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí thì có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là khinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Thì trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa đó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc nó tu được đó. Hiểu không? Thật ra chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trong đạo khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển. Nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành mình tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có. Rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng. Ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tuyên trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt là thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp. Mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con thì chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch. Dữ lắm luôn á. Thì để mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5 tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nữa, tù 7 rồi. Bởi biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó. Không có sợ là cái người mà ỷ đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là dứt khoát người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huynh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Khi trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, huynh đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm mà đừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sinh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thực sự trong bụng nhát đấy mà có nổi. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng á, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông.
Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hổn thôi, là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó, chỉ nói bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200-mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Đó cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài để thôi đó, để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó, thì các chắn các ngài sẽ gia hộ cho thầy Thiện Chí. Một ngày đó cái này sẽ mở lớn hơn, quân đệ tới đông hơn tu với ổng. Ông phải biết như vậy, cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá. Bây giờ ông quên, quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Chúng ta giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết dọn cây cái rồi chuẩn bị ăn Tết. Hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình đó. Ủa, bưng tới chi đây vậy con đấy? Mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa, mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đoạn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí cũng đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả, giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu. Cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự của mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Cho nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh, đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Rõ không? Nhớ không? Bây giờ là Phật mong rằng huynh đệ cho thầy Thiện Chí, giúp thầy có cơ hội phát triển. Đó làm phước đó. Không lẽ thầy đi năn nỉ giùm ổng? Ổng thì thật thà quá đi, không có gì ổng nói đó. Rõ chưa? Đó, thực sự lúc đó mình mới biểu lộ cái tánh Bồ Tát bình đẳng đó. Mình thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Từ nhãn thị chúng sanh, thầy Thiện Chí với trung đạo cũng là một chúng sanh mà bá tánh mà. Có phải vậy không? Bá tánh mặc bộ đồ khác kiểu, tóc các cái tóc khác kiểu thôi. Chơi bộ đồ khác màu, bự dài rộng vậy đó. Phải không? Cũng là chúng thanh bá tánh giống như huynh đệ thôi. Chẳng qua mặc cái áo khác màu khác kiểu vậy mà, chứ có gì đâu. Phải không? Bây giờ Phật huynh đệ hỏi tiếp. Dạ hỏi đi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Và con cũng kính bạch thầy Thiện Chí. Thì hôm nay con qua cái lời của thầy giảng vừa rồi, và qua những cái lời mà chia sẻ của thầy Thiện Chí, thì con cũng xin phép, con cũng không phải nói là con đại diện cho Phật tử, nhưng mà đây là một cái ý nghĩa hồi nãy giờ con cũng có cái sự lắng nghe, và con cũng rất là cảm động. Những cái lời này thì đúng ra là lần đầu tiên mà con đến cái tỉnh thất của thầy, thì đúng ra là nó cũng chiêu cảm được cái lòng con. Thực sự ra thì con là một cái người cũng đang học Phật, đang cũng tu học Phật, thì con cũng tự sửa đổi trong cái tâm của mình, cái tính của mình. Thì con cũng có cái cơ duyên mà để con gặp được thầy hôm nay. Rồi đầu tiên là con cũng trước
Thì trước thầy con cho con phép được cùng mấy huynh đệ chị em con hôm nay về đây là suy nghĩ ra là tụi con nghĩ là mình cũng có một cái chưa có sự mà để tri ân với thầy Thiện Chí. Không phải thầy nói ra mình mới nghĩ lại, nhưng mà con nghĩ nếu mà tụi con không gặp được cái tịnh thất này và không gặp được thầy Thiện Chí thì tụi con cũng không có dịp để gặp thầy. Do đó mà đúng ra là những cái lời thầy Thiện Chí nói thì đúng ra con trong lòng nó cảm thấy nó phải nói là rất là xúc động. Thì bây giờ trước mặt thầy và thầy Thiện Chí thì cho con được một cái lời rất là thành kính tri ân nơi Tam Bảo nơi đây và thầy Thiện Chí. Đó là một cái lời đầu tiên mà con muốn nói. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cho con xin đảnh lại một lễ. Dạ. Cảm niệm công đức con đã đến thầy Thiện Chí. Dạ, đây. Cái điều thứ hai là con cũng khi lắng nghe thì đây là một cái lời nói giống như là khi mình nghe một người thầy đã chia sẻ như vậy thì nếu mà với hàng Phật tử chúng con mà không đáp lại thì cũng như là mình học mà mình cũng như là mình không có trả bài vậy. Thì giống như con nghĩ như vậy thì đây là một cái lời nói riêng bản thân con. Thì thật sự thì khi mà họ hiểu được Phật Pháp thì đúng là con có về chùa Long Vân là con mỹ mở được cái huệ. Nhưng mà con cũng nghe được cái đĩa giảng của thầy ở tại chùa Long Vân. Thì khi con biết thầy Thiện Chí là đệ tử của thầy thì trong lòng con cũng rất là mừng. Tại vì con chỉ được nghe giảng một cái đĩa của thầy ở chùa Long Vân mà con không có gặp được riêng thầy thực tế như vậy. Nhưng mà đúng là cũng cái duyên của bên chồng con có người mất, anh chồng mất mà được mời thầy Thiện Chí về đó để mà cũng là tụng kinh đó. Đó. Nhưng mà đối với con thì con không hiểu cái đó là do chư Bồ Tát hay là như thế nào. Nhưng mà đối với con thì con đến một cái nơi nào đó thì con không có nhìn về cái bề ngoài nơi chùa đó và một cái vị thầy đó để mà con tu. Nhưng mà khi mà con đến gặp một cái vị thầy hoặc là ni sư không có sự phân biệt trong con mà nó chỉ chiêu cảm trong con bằng một cái lời dạy hoặc là một cái lời giảng, thì ý con nói ra đây để thầy Thiện Chí cũng yên lòng. Con nghĩ là gì? Không phải là những ngôi chùa lớn hoặc là những nơi mà Phật tử đến đông là nơi đó tất cả những người Phật tử hoặc chỗ mà thầy đó hoặc là nơi đó nó thịnh. Nhưng mà dù một cái nơi nhỏ như vậy nhưng mà cũng như là do cái sự mà tu tập, cái năng lượng tu tập giống như con vậy. Nếu mà con có phải sự phân biệt thì con sẽ tìm đến những ngôi chùa lớn. Nhưng mà khi đến đây là nó chiêu cảm trong lòng con từ những con gặp thầy, dù một lời nói hoặc con đến Tam Bảo thì con cảm thấy là con thấy nơi đây là cũng cần mình phải đến. Ý là con nói như vậy để giống như để thầy Thiện Chí á, nhưng giống như hãy yên lòng. Tại vì nơi nào mà giống như mà cái đạo tâm mà nó vững hoặc năng lượng tu tập vững, khi mình tu thì giống như thầy dạy á, tiền bạc vật chất á, là phù du, nó cũng không phải là cái mà để mình cần là cũng phải cần, đó là phương tiện. Nhưng mà cái chính của người tu á, là phải cần sự hy sinh, con nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình hy sinh á, thì con nghĩ nó sẽ có tất cả. Đó là một cái điều mà chính bản thân con cũng cảm nhận được. Mà nếu mà nói mà chia sẻ thì con cũng thấy không có đủ thời gian để mà chia sẻ. Con cũng có mấy mít lời con xin ơn. Công đức của con để chia sẻ. Thời giờ đã hết đó. Trung đạo mong huynh đệ ngồi yên lặng lại, nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật, nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật.
mình biết bản thân mình là Phật, cái ông ngự trị này luôn luôn chân lý vẫn là Phật, nhưng chúng ta vì không hiểu biết chín chắn, nghe theo người khác, chạy theo sự không hiểu biết, bắt đầu mình vớ vẩn, tu mà không có mục đích. Vì tu không có mục đích cho nên ta không đi đúng đường, đi lạc, rồi sai đường tầm bậy tầm bạ. Thật ra trong kinh Bát Nhã Huynh Đệ Tụng có nghe cái là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách không? Nhớ câu đó không? Khi mà mình tu tụng đến mức mà mình ngũ uẩn giai không là sắc cũng không rồi, thọ cũng không, tưởng không, xúc, sắc thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, cái ngũ uẩn nó không còn tồn tại thì lục căn đại thanh tịnh thì mới độ nhất thiết khổ ách được. Vì là khi mà ngũ uẩn đó là sắc thọ tưởng thức không còn tồn tại thì tự động lục căn thanh tịnh. Lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó mới thanh tịnh. Có thanh tịnh như vậy á thì mình học đạo mới tinh tấn được. Bên tịnh độ nó tịnh độ đọc hai chữ rời ra, mình thanh tịnh, thật là thanh tịnh mình mới độ được mình, hiểu không? Độ được bá tánh chúng sanh quan gia trái chủ trong này, thật sự là thanh tịnh, cực thanh tịnh mới độ được quan gia trái chủ của chính bản thân mình. Lúc đó thật là tịnh thì mới độ được mình, lúc đó mình mới tịnh, tịnh thiệt tịnh mới độ được người. Tịnh độ, nếu mà không thanh tịnh thì không độ được ai cả, bản thân mình còn chưa xong nó độ ai, phải không? Thí dụ cái sức của mình vác 10 kg, đừng có ráng mình vác 20 kg là mình sẽ gãy xương sống thôi. Thí dụ mình học tới đó, chư Phật chỉ làm cho bao nhiêu đó người thôi, mình ráng làm hơn mình sẽ bệnh hoặc là mình sẽ rước nghiệp của người khác. Nói chung chúng ta đều có giới hạn của mình. Mình làm tới đâu chư Phật thấy hiểu biết, các ngài hiểu biết rất là cùng tận, ngài sẽ cho mình làm nhiều hơn, mình không cần phải đòi hỏi. Mình càng tu tinh tấn chừng nào thì tâm linh mình càng cao, tự động vật chất sẽ đi theo sự tu học của mình, gọi là phước. Tu giỏi là huệ, mà mình sống có âm đức, có đạo đức thì tự động phước tăng theo. Có vậy thôi mà không cần phải cầu. Tu không cầu, cầu sẽ đi vào ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, sẽ bị ma chướng. Cho nên người tu không cần phải cầu ngoài cho bá tánh chúng sanh dân tộc được an lành hạnh phúc, cho quốc thái dân an. Còn bản thân của mình cầu học đạo tinh tấn, thân khỏe tâm an hết chuyện. Tất cả những gì còn lại cuộc đời mình chư Phật đã tính rồi, mình không cần phải cầu, bởi vì mình là con của ngài mà, phải không? Cha mẹ không bao giờ bỏ con. Cô này cũng vậy, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thầy đang nói ngoài đề chưa đi vào cái bài giảng. Cha mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi, có đúng vậy không? Chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ chư Phật đi thôi. Đến khi mà mình đau khổ, bệnh tật quá mức, không còn ngọ ngoại được, lết bằng mo, bò bằng mũng, lúc đó mình mới gọi xuống, mẹ ơi con khổ quá, cứu con. Lúc ngồi rên khóc hù hù vậy đó. Lúc đó ngày mới dục vài ba thứ cho mình chụp vô để khỏi nổi trôi, thấy không? Chụp nhầm cái ruột xe xìu, thấy bà có nổi nữa. Mình trôi lăn trong biển khổ mà, trôi lên bờ nó chụp đại vớ nhầm cái ruột lũng trôi tiếp. Thật ra nếu mà mình tu lộn pháp là bị như vậy đó. Ai cũng bị, phải riêng một cá nhân nào. Nếu mà mình tu có mục đích rõ ràng là giải thoát, tu phải có cái lý tưởng. Lý tưởng của các ngài là phụng sự. Nếu mình không phụng sự huynh đệ anh em của mình là mình không có giác tha. Mà không giác tha, dứt khoát, giác hạnh không viên mãn. Rõ không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Nói xong huynh đệ chia sẻ, hỏi thầy thì chúng ta đàm đạo với nhau để giải quyết vấn đề bệnh tật cá nhân của mình. Bệnh nặng, bệnh nhẹ là do nghiệp nhiều, nghiệp ít. Rồi trung đạo giải thích vấn đề bệnh tật và nghiệp chướng. Chúng ta mỗi một người bệnh khác nhau, nghiệp nặng thì bệnh nặng, nghiệp nhẹ bệnh nhẹ. Đầu óc trong sạch, sạch sẽ, không bệnh. Nói chung là tâm định, trí tịnh, thân không bệnh. Tâm bất định, trí bất tịnh, thân sinh bệnh. Còn nghĩa là tướng tự tâm sanh. Chúng ta cái tâm như thế nào thì bệnh như thế, mình không giấu được. Ví dụ mình đau khổ trong bụng thì cái mặt mình nhăn nhó, nó rõ ràng như vậy. Mà cái mặt mình trong lòng mình hận thù thì cái mặt mình khó coi ghê lắm. Nói chung là cái tâm mình sao, cái mặt mình hiện ra đó, mình không giấu được ai. Có giấu cỡ nào đi, một vài bữa sau nó cũng lòi ra thôi. Để giải quyết bệnh tật và nghiệp lực, nghiệp chướng của chính mình, chỉ có một điều duy nhất chúng ta phải làm thôi, làm cho bản thân mình chứ không phải làm cho thầy, làm cho ai đó, không, bà cô không có. Tất cả chúng ta đều có khả năng
chuyển nghiệp lực của chính bản thân mình để giải trừ bệnh tật. Mà theo Trung Đạo thì không phải quyết định là chỉ tụng Đại Bi mới giải quyết. Bên cạnh nó có những bài kinh khác để chúng ta cùng tụng trong một thời gian. Như đầu tiên mình tụng Đại Bi 100 ngày để mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình. Trong 100 ngày đó mình tụng được bao nhiêu mình tụng. Như con bé gì tụng 108 rồi con. Nè, con tụng 108 biến ngày hả? Tụng 108 luôn hả? Giỏi vậy hả? Chúc mừng con nha. Tụng càng tụng á, mình nghiệp mình nó càng nhẹ. Ngộ lắm, tụng kinh nó có một cái phước báo rất là sâu dày. Mình tụng đều đặn, đúng giờ, đúng giấc, tụng hoài hoài, tự động nó rửa sạch nghiệp của mình, giống như cầm cái bàn chải vậy đó. Bên giới luật nó có cái giới gọi là tỳ kheo hay tỳ khưu, người Bắc gọi là tỳ khưu, người Nam là tỳ kheo. Còn cái giới của thầy là kỳ khu, tự tu học, tự kỳ cái khu mình cho nó sạch. Thế là mình lấy bàn chải mình chà khu mình á, đừng chà khu người ta kiếm chuyện. Mình ngồi xuống mình tụng kinh niệm Phật là mình tự chà khu của mình nó sạch sẽ để tội lỗi nó bớt nặng chứ không có gì. Cho nên huynh đệ cư sĩ mình thọ cái giới kỳ khu nha. Còn mấy ông tỳ khưu thì kheo chuyện của mấy ổng. Còn mình cư sĩ tại gia là ngồi xuống tụng kinh để thọ giới kỳ khu như Đạo Phật. Rồi rõ chưa? Để hướng dẫn huynh đệ giải trừ bệnh tật và thay đổi nghiệp lực. Đây là cái câu thầy lặp đi lặp lại rất nhiều trong dĩa. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp báo của ngày hôm qua, mà tất cả chúng ta đều có cơ hội thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống hiện thực, thật thà, chân thật trong hiện tại. Trong hiện tại sống chân thật thì tương lai sẽ hoàn tất. Câu này bất di bất dịch. Hôm nay mình sống chân thật, sống cho chân thật hôm nay, trong đời đạt đạo tương lai sáng ngời. Trong ngày hôm nay, trong giây phút này, cái tâm chân thật, cái lòng chân thật, cái ý chân thật, lời nói chân thật sẽ tạo tác cái nhân chân thật, thì ngày mai nó trở về là cái quả chân thật. Nếu huynh đệ hiểu như Trung Đạo thì huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp quả. Đó rất là dễ hiểu, không cần phải suy nghĩ sâu xa. Chúng ta biết luật nhân quả, mình cho ra cái gì nó sẽ về cái đó. Mình cho ra những điều xấu thì điều xấu trở về luôn luôn là 4 lần. Quý vị cứ nghĩ là nhân quả, nhân là cái cốt lõi mà nó sinh ra một cái quả, hay là chẳng hạn như nói là một cái hột, cái hột điều mình ươm mình trồng thành cây điều để ra trái điều. Thực sự cái nhân quả, mình đọc nhân quả, cái quả của thế gian, cái luật quả báo đều là 4 lần, gọi là nhân, cấp số nhân. Thả 1 hưởng 4, thả 10 hưởng 40, thả 100 hưởng 400, thả 1000 hưởng 4000, thả 50 ngàn hưởng 200 ngàn, có phải vậy không? Tức là 4 lần không thôi. 4 lần là 2, đúng rồi. Khi chúng ta thả 1 ta hưởng 4, đó là luật bất di bất dịch của trụ, không có nhiều hơn 4 mà chẳng ít hơn 4. Bây giờ nếu chúng ta đã hiểu luật quả báo là thế thì mắc chứng gì mình phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu, đúng vậy không? Vấn đề là Phật tử thuận thành mà đâu cần phải suy nghĩ nhiều, biết rằng luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác thì mình không cần phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu. Thay vì mình làm xấu, nói xấu, mình gửi những cái nhân không tốt lành đi ra ngoài thì cái quả không tốt lành trở về không ngừng liên tục trong cuộc sống, thì mình gọi là gặp nghịch cảnh chướng duyên. Thay vì mình đi gặp nghịch cảnh chướng duyên, tại sao không thay đổi những tư tưởng, như là ăn tiếng nói, như hành động của mình trong sạch hơn, trong lành hơn, tinh khiết hơn, thanh tịnh hơn, thì tự nhiên quả báo trở về mình là trang nghiêm, thanh tịnh, tinh khiết. Quý vị có thấy đúng không? Đúng không? Quý vị nghĩ tới Phật, cái miệng nói Phật, trong lòng có Phật, cái đầu tưởng nghĩ tới Phật, trong tim có Phật. Nếu chúng ta từng giây từng phút đều nghĩ tới Phật hết, thì mình gửi những cái tư tưởng an lành tốt đẹp ra tận cùng vũ trụ, thì nó quay trở lại với mình là gì? Là gì? Là Phật. Tức là mình chỉ nghĩ tới Phật, lúc nào cũng nghĩ tưởng tình yêu thương tới. Nó quay trở về là tình yêu thương không ngừng nghỉ. Luật quả báo là thế. Bây giờ huynh đệ đã hiểu luật quả báo, chúng ta nghĩ cái gì chúng ta được cái đó. Muốn xấu được xấu, muốn tốt được tốt. Chúng ta là chủ nhân của quả báo, của chính mình. Muốn sạch là được sạch, muốn xấu được xấu, muốn niết bàn là niết bàn, muốn địa ngục là địa ngục. Bây giờ huynh đệ tự quyết định xấu hay tốt.
Nếu để tự quyết định rồi, chúng ta sẽ giải thích tỉ mỉ, chúng ta sẽ tiếp nhận nó và sống, chúng ta sẽ được như ý đó. Bây giờ quý vị biết luật rồi đúng không? Hãy nghĩ xấu về xấu, nghĩ tốt về tốt. Quý vị tự quyết định đi, địa ngục hay niết bàn. Tất cả những gì mà tư tưởng xấu xa, đê tiện, hành động xấu xa, đê tiện, lời nói xấu xa, đê tiện, đưa mình tận cùng của cái dục giới, rồi mình sẽ đưa trong đó gọi là địa ngục tại thế gian. Còn những gì mà thanh cao, trong sạch, tinh khiết như chư Phật, chúng ta sẽ được những quả báo tốt lành của chư Phật, gọi là quả báo tốt hay là nghiệp, nghiệp báo tốt. Dễ hiểu rõ luật chưa? Rõ luật quả báo chưa? Dễ hiểu không? Bây giờ mình đã hiểu luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác. Phải nhớ rằng luật quả báo của vũ trụ mà chư Phật cũng không được chen xen vào, chen chân chen tay vào. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát luôn luôn tuân thủ các luật của vũ trụ. Luật quả báo bất di bất dịch vũ trụ là chúng ta không ai có thể thay đổi được cả. Chỉ có ngồi xuống tu luyện thì mới thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được luật, thay đổi được nghiệp lực của chính mình, thay đổi nhân quả xấu tốt của mình. Rõ chưa? Chỉ có cách ngồi xuống thôi, rị mọ. Tu phải rị chứ, rị nó mới linh. Đại huynh đệ hiểu luật quả báo rõ ràng rồi thì không có gì khó khăn cho huynh đệ tu học cả. Huynh đệ không cần phải tu làm ông này bà nọ, không phải như Trung Đạo hay thầy Thiện Chí phải cào đầu mà không cần. Hồi xưa Trung Đạo nghĩ là cái này quan trọng lắm. Bây giờ thấy thực sự là phương tiện tạm bợ thôi. Một phương tiện tạm bợ cho huynh đệ mình nương vào đó, nó đủ lực tự động nó tách mình ra, nó đi tiếp. Không ai có thể cầm vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho chính mình, mà chỉ có chúng ta tự làm cho bản thân mình mà thôi. Trung Đạo cũng vậy, theo luật Trung Đạo không thể nào cầm vương miện của Phật tánh đội lên đầu cho huynh đệ. Huynh đệ phải tự cầm cái mũ Phật tánh đội lên đầu cho chính mình. Rõ không? Thì trên Trung Đạo chỉ là một phương tiện. Ngày xưa Trung Đạo nghĩ cái hình tướng này quan trọng lắm. Dạ, thế chừng mà hiểu biết rồi đó, cái quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nó vậy đó. Còn cái gì cũng là quan trọng là trước quốc, vậy tu làm cái gì? Tu rồi cái mạng còn chưa quan trọng nữa, đừng, phải không? Cái mạng là tạo ra của cải vật chất mà nó còn không quan trọng nữa, cái chuyện gì nữa mà quan trọng? Quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nam Mô A Di Đà Phật, thôi kệ cha nó đi hết chuyện. Tại đó chúng ta biết luật nhân quả, đâu còn gì nó phải lo ngại. Luật nhân quả trang trải tất cả đời sống chúng ta, của tất cả những người trên thế gian này, còn đi đứng, còn nói chuyện, còn làm việc, còn làm bất cứ cái điều gì, đều không thoát khỏi luật nhân quả. Cho nên chư Thiên, chư Phật, chư Tát, các ngài rất hiểu luật, cho nên các ngài không xía tay vào nghiệp lực của chúng ta. Trừ khi nào chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cầu nguyện bằng cả tâm tư trí tuệ sức mạnh, lúc đó các ngài phóng quang tiếp điển để trợ lực cho mình mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, rộng lớn hơn, phóng khoáng hơn, từ bi bác ái hơn, yêu thương rộng lượng hơn. Mà cái tâm từ bi là nó chiếm 99.9 điểm đậu rồi đó. Nếu anh đệ tu mà không phát triển lòng từ bi thì giống như một cái hạt giống nó bị chai, nó không mọc được. Tu hoài cũng vậy thôi à. Tu phải nghĩ tới những người, nghĩ tưởng những người chung quanh, giúp đỡ những người trong phát triển. Mình biết một, mình giúp một, với hai, giúp hai. Chứ đừng biết một, mình nói mười, mình trất quốc, người ta nghe theo, người ta trật lất đó. Còn mình tu, mình thấy cái này, thấy cái nọ là của mình thôi. Mình không kể cho người khác nghe được, mình kể người ta khác, người ta không hiểu, người ta nói bậy, người ta tạo nghiệp. Cho nên cũng không được nói, trừ khi mà gặp thầy hoặc người nào hiểu biết, cái mình bàn với nhau. Có những người tu mà hỏi mấy ông thầy cũng trất quốc, không biết gì giải thích đâu. Thì có tu đâu biết. Phải nằm trong mền mới biết mền, mới nằm trong chăn mới chăn có rận. Mình nằm mình mới thấy được sự việc, mình mới hiểu. Bây giờ hỏi gì Trung Đạo cũng trả lời, bởi vì Trung Đạo trải qua những cái cảm giác, những xúc cảm đó rồi. Cho nên hiểu biết được đến ngày cuối cùng đó, là mình càng tu cái tâm từ bi càng rộng lớn thì quả báo rất là gần. Bởi vì luật quả báo luôn luôn đem lại tất cả những gì mà anh em huynh đệ chúng ta thảy ra ngoài, luật quả báo sẽ đem về tất cả lại cho mình. Cho nên mình làm tốt thì cái tốt trở về là 4 lần, làm cái xấu trở về là 4 lần. Chúng ta lặp đi lại rất nhiều cái luật quả báo này trong những cái dĩa khác. Trung Đạo cho nói một lần thôi, huynh đệ sẽ hiểu. Đây là nói nhiều lần mà chưa nghe đó. Luật quả báo rất là ngộ, không ai trong chúng ta có thể thoát được khỏi luật này. Chúng ta vừa nghĩ bậy là đã viết xuống rồi.
vừa nói bậy đã viết xuống rồi, cái luật nó sẵn chờ hết, từng cá nhân một không ai tránh khỏi, vừa nghĩ thầm bậy thầm bạ tính toán là nó ghi xuống rồi. Thì khi mà cuối đời bắt đầu nó đưa cái bản cộng trừ nhân chia ra, bây giờ mình nghĩ cái này nè, một lần trong một phút mình nghĩ 60 lần, 60 lần quả báo về là bao nhiêu? 4 lần, 240 lần, đúng không? Nên chúng ta ngày hôm nay vui, ngày mai vui, ngày mốt vui, ngày kia vui, chúng ta cứ vui vẻ cho ba tánh, hãy lại gần thầy là vui. Mình tạo tác rất nhiều phước đức, trong cái tạo tác phước đức cộng thêm cái niềm hạnh phúc an lạc của chính bản thân mình, mình tạo rất nhiều nghiệp tốt. Thành ra quả báo tốt trở về không gọi là thiện lành, mà người tu quan trọng nhất trở thành thiện nhân. Những quả báo tốt lành quay trở về, mình không ngừng nghĩ bởi vì cái tâm tư tốt lành của mình, thì mình thực sự là một thiện nhân. Một thiện nhân thì có nhiều cơ hội học đạo gần gũi chư Phật. Từ thiện nhân học cho giỏi vô, rồi thần nhân, rồi thánh nhân, lúc đó rồi Phật. Chúng ta tu nhân học Phật là chỗ đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống để mà tròn cái nhân đạo, chúng ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Mở mắt ra là vui vẻ rồi, nghĩ tới chuyện làm thiện lành, nghĩ chuyện làm lành mà, thấy không? Rồi ngồi xuống rảnh thì tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Nghĩ thiện làm lành là tạo phước, là gọi là phước hữu lậu. Tụng kinh trì chú là tạo phước, gọi là phước vô lậu. Tụng kinh trì chú phước vô lậu tức là âm phước, làm việc phước cho bá tánh, cúng dường từ thiện là dương phước. Âm phước, dương phước, hai cái nó cộng lại thành phước báo, thành công đức. Nên chúng ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Cứ làm, cứ ngồi xuống tụng kinh trì chú, làm được cái gì làm cho bá tánh cứ làm, còn chuyện còn lại luật nhân quả sẽ đem về đầy đủ cho chúng ta. Bây giờ huynh đệ có rõ luật nhân quả chưa? Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Hãy dễ hiểu thì làm được, hãy làm được thì có kết quả. Vì ai cũng có thể làm được cả, mà có chịu làm hay không á. Quan trọng nhất là trong Phật pháp phải làm, chứ không có lý luận được. Mình lý luận suông cho nó, cho nói chuyện hay chơi vậy thôi, chứ thực sự chẳng được ích lợi gì hết. Chỉ có nhào vô làm thôi. Làm để chứng minh, làm để biểu lộ cái tánh từ bi, yêu thương ba tánh, để biểu lộ cái tánh rộng lượng từ bi bác ái, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, giàu nghèo sang hèn, yêu với một cái lòng yêu thương của Bồ Tát, lúc đó mới thực sự là phước báo. Còn yêu thương mà có sự tính toán thì để luật nhân quả xử. Người giàu đến với mình tiếp xúc với họ đủ cho hiểu mình thôi. Còn người nghèo đến với mình giúp đỡ, mình tiếp xúc, mình đừng làm cho người ta cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu mà mình làm cho người nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với những người khác, thì chúng ta là những người thủ phạm làm cho họ thối Bồ Đề Tâm. Người nghèo đến gặp ông thầy, ông thầy thấy người nghèo đến nên tiếp xúc nhiều hơn cho người nghèo có cơ hội. Với người giàu lúc nào cũng có cơ hội, nó có tiền rồi thì đâu cũng có cơ hội cả. Chẳng hạn như người nghèo bệnh quá sắp chết, gặp ông thầy là ra tay cứu liền, nó sống lại, còn chờ chỗ khác là nó ngủm cha nó rồi. Còn người giàu nó có đau đớn cỡ nào cũng chở bác sĩ nó cứu, phải không? Thế nên mình gặp người nghèo mình làm nhiều hơn một chút, người giàu thì làm chút chút thì nó cũng có cơ hội rồi. Cho nên nếu mà gặp người giàu mà xum xêm nói chuyện hoài, nịnh hót hoài là mình cũng vô địa ngục đó. Rõ không? Một người thầy tốt là luôn luôn giúp đỡ huynh đệ bá tánh trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, mình giúp đỡ họ nhiều thì tự động phước báo nhiều. Còn những người giàu tới mình bỏ những người nghèo đi là mình làm cho những người nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, họ thối Bồ Đề Tâm, là lỗi lầm, tội lỗi của chính mình. Vấn đề hiểu thầy chưa? Hiểu rõ không? Cho nên á, thấy xe đạp á, thì nói chuyện nói nhiều hơn, để về nhà lấy dao đâm bánh xe đạp nó không cần tới chùa nó đó. Còn đi xe hơi từ từ nói, không sao, thì nó có nhiều cơ hội hơn. Nó có bệnh đi chăng nữa vẫn có bác sĩ giúp. Còn người nghèo quá rồi, nó đi bộ tới mình không giúp nó, về nhà nó không có thuốc thì mua thuốc là nó chết đó. Nhớ chưa? Thật ra huynh đệ mà khó khăn mình giúp đỡ nhiều hơn. Còn huynh đệ mà thực sự có chút xíu điều kiện á, thì mình từ từ, không có gấp. Nhớ không? Không nghĩa là mình bỏ rơi người ta, nhưng mà người ta còn có cơ hội. Còn những người nghèo không có cơ hội. Mà người thầy có lòng từ bi phải thấy điều này. Rõ chưa? Để mình giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân mình, không có kỳ thị trong việc phụng sự. Nếu chúng ta thấy một người chạy xe mắc tiền tới, mình bận rộn nói chuyện người đó nhiều quá, thì 15 đứa đệ tử nghèo nó còn chờ một lời nói của mình đi, nó chờ cả ngày chưa được mình ngó tới,
Bởi vì cái xe mới kia nó làm mình mù con mắt đâu thấy đường đâu. Rõ không? Còn 15 đứa ngồi nó chầu trực từ sáng tới chiều chưa nói một lời nào với nó. À nó nói thế, nói thì thầy bận lắm rồi, thầy đang bận thì tiếp xúc với thằng khúc nàng này nè, nó giàu lắm. Hiểu không? Hiểu thầy nói không? Thì nó mình tiếp xúc nó cho nên mình cũng khốn nạn luôn. Bởi vì mình bỏ rơi những người nghèo bên cạnh, người ta đang chờ đợi một lời khuyên của mình về họ cũng khỏe. Cuộc đời này rất là ngộ, cho dù giàu nghèo hay là cỡ nào đi, vẫn có một gì đó để ôm ấp mà sống qua ngày. Tất cả chúng ta đều có một điều đó, phải giữ nó để lấy làm một niềm vui để sống. Nhưng các ngài cho mình cái hy vọng, một hy vọng mình sẽ vượt qua hoàn cảnh khốn khó này. Cho nên đừng để huynh đệ nghèo khốn mà mình mất hy vọng. Rõ chưa? Mình làm cho mất hy vọng là mình cũng bị đọa như thường. Bởi vì mình đã đánh chết một cái chủng tử Phật đang ngoi đầu lên. Chủ đầu rất là quan trọng trong chuyện tiếp xử. Nó bệnh quá, đối xử nó tốt hơn. Khi nó khỏe rồi mình từ từ mình thả nó ra. Nhớ không? Chứ không có giữ nó hoài để nó tự lực cánh sinh. Thế nên mình tập yêu thương đồng đẳng để mình không tạo tác nghiệp cho chính mình và cũng không làm cho huynh đệ mình bị đau khổ vì sự đối xử của mình. Thì nó bắt đầu nó sẽ nghĩ bậy, nó tạo nghiệp. Thế nào nó cũng tạo nghiệp rồi. À, mình đối xử tệ là bắt đầu nó nghĩ xấu, nó nói xấu, nó bậy, nó mắng nhiếc mình là nó tạo nghiệp rồi. Bởi vì mình chính là nguyên nhân cho nó tạo nghiệp. Rồi bản thân mình cũng tự tạo nghiệp cho mình bởi vì mình đối xử không công bằng. Rõ chưa? Là thế không? Cái nghiệp chướng nó kinh khủng, cái quả báo nó kinh khủng lắm. Mình đối xử tầm bậy, người ta nói bậy, tất cả đều mang nghiệp hết. Mình cũng bị, mà mình tội lỗi nhất về sự hiểu biết của mình. Vì hiểu biết nhiều mà không cư xử, hành xử, đối xử, tiếp xử đúng là mình tự tạo tác nghiệp quả của chính mình. Rõ không? Cho nên cẩn thận trong việc cư xử, tiếp xử, đối xử, hành xử. Không thôi là tự xử đó nha. Nhớ chưa? Thành ra phải cẩn thận. Bây giờ huynh đệ này cũng vậy. Chúng ta gặp nhau vui vẻ, đối xử nhau rồi nhại đấy đi, nhưng mà không hề có sự phê bình chỉ trích sau lưng nha. Ngày mai quay lại gặp vẫn vui vẻ như thường, đó thực sự là một người Phật tử thuần thành chân chính. Đệ tử của thầy chưa bao giờ nghe thầy than phiền trách móc một người nào hết, chưa bao giờ có. Bởi vì lúc mà mình cứ bận rộn bận biểu trách móc người này người nọ kia thì mình làm lãng phí cái thời gian phụng sự cho chư Phật á, hiểu không? Cái tối ngày ngồi trách móc không à, không lo làm việc, không lo tu hành, mình đâu có tốt lành mà trách người khác, phải không? Phải không? Cho nên để mà mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình á, mình phải ngồi xuống, mình tu tụng, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, tập cái tánh yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh mà không cần điều kiện. Chư Phật thương yêu mình đâu có điều kiện đâu. Chư Phật nhìn mình đâu phải chấm đứa đẹp đứa xấu mà yêu thương, không có. Các ngài nhìn bằng cái tâm từ bi, từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng mà, đúng không? Với nhìn bá tánh chúng sanh con mắt từ bi thì phước vô tận. Tại sao mình không tập như mẹ Quán Âm Bồ Tát đi? Từ nhãn thị chúng sanh, cho dù mắt khí nhìn cũng từ thị được. Con mắt khí nhìn cũng có cái lòng rộng lớn bao la, cho nên mắt khí nhìn ít đâu, đừng có tưởng bở. Phải không? Đừng tưởng có mắt bự mà nhìn nhiều hơn người mắt khí, lầm to. Thầy nè, mắt khí nhìn bự lắm á. Thấy mọi thứ rõ ràng. Cho nên từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Chúng ta là một Phật tử thuần thành chân chính, chúng ta chỉ cần biểu lộ như vậy thôi, tự nhiên phước báo vô biên. Tại sao chúng ta không chịu làm một việc đơn giản đi để không tạo tác nghiệp ác? Hả, mình nhiều nặng nghiệp là mình bệnh nặng nhiều. Đừng có tưởng có tiền nhiều mà không bệnh đâu. Hả, có tiền nhiều, ăn nhậu nhiều, làm tầm bậy nhiều, xài nhiều, tổn phước, bệnh. Thấy chưa? Tiền nè, cộng xài tầm bậy, cộng lãng phí nhân đức bằng bệnh tật. Đó. Nghèo cộng biết làm thiện, tụng kinh trì chú bằng khỏe. Công thức rõ ràng, không có trật đâu. Từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn bá tánh chúng sanh yêu thương không điều kiện, chính là từ nhãn thị chúng sanh, đó là nhìn bằng con mắt từ bi, thì tự nhiên mình phước báo vô cùng. Quân đề chỉ tập như đó thôi, có hai câu đó thôi mà không làm được, nó thiệt sự là không biết làm sao nói nữa. Thấy không? Từ nhãn thì chúng sanh không phải là con mắt nhìn từ từ đâu. Từ từ tới nơi là chết bà nó hết rồi. Thấy không? Cho nên chúng ta đơn giản mở mắt ra nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú. Nghĩ thiền làm lành là tạo phước hữu lậu, tụng kinh trì chú là tạo phước vô lậu.
hữu lậu vô lậu cộng lại là dương đức và âm đức, hai cái cộng lại bằng phước đức, công đức. Cho nên mà xuống tụng kinh chúng ta phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành để tạo phước, phước huệ song tu đầy đủ, thấy chưa? Nó dễ hiểu lắm. Rồi nhìn huynh đệ bá tánh sanh bằng lòng thương yêu chân thật bình đẳng, mình có cái lòng thương yêu chân thật bình đẳng không điều kiện thì mình là ai? Mình chính là thiện nhân. Thiện nhân chính là Bồ Tát đó. Nó đơn giản vô cùng, đâu phải cái từ ngữ cho nó cao xa rồi cái đọc hoài không hiểu, nói thì không hiểu tới đâu mà nói vớ vẩn, phải không? Cái người mà gọi là thiện nhân á, một thiện nhân thực sự chính là Bồ Tát ở tại thế gian, thương yêu mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, nghèo giàu, nghèo sang hèn đều như nhau. Ai tới mình cũng tiếp xử bằng một tấm lòng an lành hạnh phúc cho họ, đem cho họ một niềm vui nho nhỏ và lấy niềm vui nho nhỏ đó về nhà làm cái cột mốc để họ phát triển niềm vui của họ nhiều hơn. Đó là sự giúp đỡ và tương trợ về mặt tâm linh. Trung đạo đi trị bệnh ở Vĩnh Long, chúng tôi biết rằng sẽ gặp nhiều người nghèo, cái vùng nó nghèo lắm. Trung đạo đem theo khoảng chừng 20 cái bao thơ. Mà huynh đệ biết cái vùng xa xôi là 200.000 đã là bự lắm rồi, bự vô cùng, thì cái gì nó cũng rẻ hết á. 15 người vô ăn chay à, đâu bao nhiêu tiền đâu, 10.000 tô hủ tiếu, thấy chưa? Có 150 và 15 người ăn 150. Nhưng mà trong khi trung đạo trị bệnh cho một người, mình nhìn thấy cái sự đau khổ nghèo nàn của người ta, muốn để có nở cầm 100-200 ngàn không? Sao mà cầm được, phải không? Mình phải móc túi đưa cái bao thư 500 ngàn cho nó về thấy tiền 500 ngàn nó hết bệnh, nó khỏe liền luôn. Bây giờ từ cái mặt xanh sau ốm yếu giờ vui cười ha hả, thấy hàm răng luôn. Thầy thực sự thầy làm, thầy kêu con đưa đi, trời thấy cái mặt đó thầy chịu không nổi. Trị xong cái đưa tiền cho nó, đó là một phương tiện để mình độ huynh đệ mình, để cho nó thức tỉnh, đồng thời nó cảm thấy là không bị bỏ rơi. Nó nghèo quá ai cũng làm lơ nó hết á. Bây giờ tự nhiên ông thầy lạ tới trị bệnh xong cho nó tiền, nó về không phải cái đồng tiền làm cho nó mừng, cảm thấy là không bị bỏ rơi, có vậy thôi đó. Bây giờ nó học rất là giỏi, mẹ nó rất là ghét nó, mà mẹ bà cục một cái chân bà ghét lắm, bà hành hạ nó ghê lắm. Bây giờ bà lại biết ăn chay niệm Phật, nó là hay á chị, nó tu quá giỏi rồi. Đồng thời ở cái vùng đó Vũng Liêm á, thầy thấy con gái đàn bà bị đàn ông hành hạ lắm. Chồng chúa vợ tôi muốn đi đâu mới xin mà nó không cho đi, mà nó không cho tu nữa, kỳ cục vậy đó. Nó ăn nó nhậu nó chơi thì được, còn mình làm chút xíu tốt nó không cho. Thì đệ tử thầy nó mỗi lần đi gặp thầy là nó khóc cái tội lắm, nó khóc sướt mướt. Cái đời nó khổ quá, nó không có được, muốn đi tu học muốn tụng kinh nó không cho nữa. Cái thầy dạy như nãy thầy nói là một là đấm cho con mắt, hai là, nhưng mà thầy nói nếu tụi con tiếp tục làm vậy, tụi con cho chồng con một cái phương tiện tạo nghiệp ác, tụi con sẽ vô cùng đau khổ, bởi vì con cho nó làm ác hoài à, con phải khổ lây gọi là cộng nghiệp. Bây giờ con làm gì làm, con phải nói thẳng vấn đề là con muốn làm người tốt, vậy 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 đó. Thì bữa biết chồng nó nói về nó đứng thẳng lên, nó nhỏ nhẹ lắm, nó kể cũng nhỏ nhẹ đó. Con nói vậy nè sư phụ, con của trời nè, muốn đi nè, cản không? Cản hả? Đi, bỏ ra cửa đi luôn, giờ chồng hết dám nói luôn rồi. Mà nó nói nhỏ nhẹ lắm, nó còn không sợ nó, lúc đó điên hết sợ rồi sư phụ. Tới chừng mà nó tỉnh lại, nó ủa ai nói phải con? Ông Phật trong bụng nó nói á, muốn làm người tốt mà. Còn đệ tử thầy ở An Giang, phải gần Châu Đốc không biết, An Giang Châu Đốc phải không? Long Xuyên rồi đó. Nó muốn làm người tốt, nó muốn tu, mà bố là người hòa hảo, vợ người hòa hảo. Lên trên kiếm cái bè kiếm thầy để tu, thì vợ nó gọi cho thầy, nói thầy à, chồng con tên là anh có đi kiếm thầy đừng cho vô nhà nha. Ủa sao vậy? Nói à, con không muốn ảnh đi tu. Cái nói ủa gì, chồng con muốn làm người tốt mà con không cho vậy, chứ nó ăn nhậu, nó có gái, nó cờ bạc, nó đánh đập con chịu không? Nói dạ chịu. Nói vậy thôi thầy đuổi chồng con về nha. Ông chồng nói ông ba nó vậy, ba nó không cho nó tụng kinh à, nó lập cái bàn thờ bên cạnh, bàn thờ hòa hảo, nó tụng kinh ông không chịu, mà nó nghe dĩa của thầy ông cũng không chịu. Cái bữa đó ông chửi thầy, cái nói sư phụ ơi, ba con chửi sư phụ. Nói sư phụ mới nhắn lại nói là sư phụ không biết ba con không biết sư phụ, sư phụ không có lầm lỗi gì hết, ba con chửi cũng không sao. Cái này gửi thôi, nói cảm ơn sư phụ đã rộng lượng. Cái à, ba con chửi là vậy nè à, mày nghe ông nội mày hả, không nghe tao. Rốt cuộc sư phụ nói đem ba con lên đi, không nghe lời sư phụ hả, ông đi mổ 70.000 cái lưng ổng đó, 70.000. Bây giờ ông muốn tốn 70 triệu chứ, 70 triệu cái lưng đó, hay là muốn không tốn tiền lên đi, nó ông bác sĩ ở Mỹ về trị phi đó,
Thế bữa bữa mười bữa hai mấy nè, cái đây ba bữa đó, ổng đi từ dưới ở Châu Đốc lên đi kiếm thầy trị bệnh cái lưng, hai cái chân ổng tê, chân tê hết, mông đít cũng tê, lưng đi thì đau, để bấm huyệt xong xuôi về, làm sao nói khỏe ghê luôn, không tốn tiền đâu, phải mất 70 triệu rồi. Thôi bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá mình mới nhớ tới mẹ mình, niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát, mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bà bằng muỗng mới kêu mẹ, năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ ăn chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước đức vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á. Rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, chỉ thì là mình quên đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lại, chiều 108 lại để hưởng công đức cho mẹ, có tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy, mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đều bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm đảnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong Địa Tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiệt bà la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi rồi thầy đốt xác thầy dục xuống biển, hết chuyện khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mà phải khóc, luật mà, phải không? Thì á cứ yên tâm đi, rồi ngẫm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống tròn biển hết khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, thì nằm xuống ngẫm mà đâu có đau khổ đâu, ngủ giấc sáng mai vậy rồi ngẫm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí, vì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương, con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ, thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ trung đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình, thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng ta hôm qua có ca cái bài đó, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Luật quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì, nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán, thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp, thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm. Ha. Làm vui vẻ, có gì đâu, trời ơi, con có ngày mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại, vô trở lại bình thường. Mà không cần phải tính, không cần phải cầu. Mọi cái có hết. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thì biết con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiêng liêng. Như Lai quyền lực vô biên tâm từ, ban rải không riêng một người. Tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy. Làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏa đám mây hương, cầu xin cho Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Rõ ràng. Làm phước không cần phải cầu báo.
làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Chân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng trong lòng một kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Để phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thật ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? A Di Đà Phật. Cho nên mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này nè, không hình, không tướng, không tên, không tuổi, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không dày, không mỏng, không khôn, không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái mũi nằm giữa mặt. Đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiên liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiên liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả, vì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Cho nên chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như thường bất khinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, nhìn huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được. Huynh đệ không thấy, chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiên liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Muốn tiến hóa, muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiện Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân. Pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về, về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi, nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bát tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Mà nếu mình nhìn cặp mắt mà gùm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi. Hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì thôi sao sống được với Phật. Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình nãy chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Trung đạo chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi đó.
một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo, rồi nó gây lộn mình cũng lo, rồi nó ganh tị mình cũng, nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chứ Phật cũng vậy à, mấy ông lo nó lọt vô dòng vô minh rồi khó xử, mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà tụi nó không hiểu là sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là đều là quan gia trái chủ cả. Cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình vẫn chuyện bình thường. Nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều vô để giải sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ. Tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, tại vì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui hết á. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, phải không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra mà hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Phật. Dạ hỏi đi con. Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng Bái Bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Con thiện chí thì đi tu hành, có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại. Thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa, hợp hành là bốn đại. Đó là khăn người chúng ta là giả, không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và khởi sắc. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai, tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những vị người mà nâng đỡ, thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cũng gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó, thì con chuyên tu, con không dám rần rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện, thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ, thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ, giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chê bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng, con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà
họ rất là vui, nhưng mà Phật tử thì luôn nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn cho nên kém phước, không cúng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, quý Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á, chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy là cúng dường vô ý khí nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ thì có đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chân bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá con cũng bị coi phim tài hiên, thì con mới quấn cái mền lên con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong thì một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam mô khiên khủ khiên nhãn vô ngại đề bi tâm đà ni Nam mô hết ra đất nay đa đa đề gia Nam mô ghi gia bà lục ký đế hết tới đa gia. Làm riết vậy á, cái sáng con đi học bài đạo đức, thì đạo đức đó là bài đạo đức á, cô giáo kêu Quỳnh Quy Phú lên tả bài. Cái Nam mô con lên con đứng trên lớp Nam mô đề bi hồi phật tá khiên khủ khiên nhãn vô ngại đề bi tâm đà ni Nam mô hết ra đất nay đa đa đề gia Nam mô ghi gia. Làm một dọc luôn cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con mới năng. Cái thằng Quy Phú đó năm nào mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đá vô, nó đá trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên, lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép Lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt lại không cho con thấy đường đi lên lớp. Mà tụi bạn con nó hồi ở cái hàng Quy Phú này nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Em bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đêm về từ đó là con bệnh cà tưng cà giật á, thì lúc đó con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đưa vô bệnh viện tâm thần, con nằm ghế nó chích con từ ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á, con nằm ở trong bệnh viện á thì con biết ba má con hết, mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa giận lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Con vừa giận tiếng mẹ cái mỏ con méo lại. Mà con nói con 14 tuổi thì nó giật lại nó nói con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con á, cái Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy cái. Mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con không. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái, mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe đa ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy. Nó nhẹ nhàng, nó bị lăn vậy. Con không có nghĩ về hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Mà đi chùa hồi bất đắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới gỡ mới tụng kinh bên đạo mẫu á sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm
vừa bệnh mà vừa đủ thứ công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên cũng không có, mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á, thì con không biết tính tiền, tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán háo á, trong vòng một tuần lại con sạc vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại, không minh cái không minh và đột xuất á, cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời, làm từ đó thì con mới tuổi 19 tuổi con cắt một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái am ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt, sau khi 19 tuổi con cắt á tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cây vàng nữa, con trả nợ làm đầu óc một tối làm tới 2 giờ đêm không, cái ông thầy mấy thầy kêu làm tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á, dụ con kiết dụ kiết là đi vô chùa tu, vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa á, là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm, con đi vô mua tàu cao ông đó hai vị con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm á, điếm là nhỏ lớn dùng bán sức ghẻ hết, thì con mới nói nên mốt tôi có đi xuất gia, tôi không dâm chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bổ Nghiêm, nhưng mà Bổ Nghiêm thì chú tu thiền không có xuất gia, tôi bắt con về chùa Tịnh Độ, thì về trên Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia để đầu cho con, mà vị đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi, mua người ta có 1.000 chục ông bán 1.500 mà ông bắt đến nhà nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ con dám vô chung vô, mà khi con ghét nhà nhân nào thì quả tao quá đó, trời tao quá đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bổ Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bổ Nghiêm á thì chùa Bổ Nghiêm đó ở đây tu thiền không được đi học, mà sau khi con đi học tuần cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bổ Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm, cho nên ở đó đi học á, con bị đủ khứ chuyện hết. Cảm ơn con mới bỏ về ở chùa Bổ Nghiêm, con về núi tu luôn, về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bà con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất, nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 à, mà sống tới mấy tháng, sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khắc thực, và bạn nó đi khắc thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua, giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết xong rồi con ở đó con tu, thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu đó, ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó, rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch mà phi, 2 giờ phi là đất núi mà đá không à, phi con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn, thì con cũng mới mượn cái khuôn in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu khẩn hồ xây và cát, thì con bơi lên từ dưới chân núi, con bơi lên con cắt cái nhà. Mới đầu thì con đi được con cao được 1.5 m, sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 m. con không xuống, con đau lên, con không xuống tới 6 tháng trời con không dám về nhà, tại con đi con không còn không đó ra. Con mới không dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú, sẵn nói đó luôn. Dạ. Sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10.000 mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hốt thuốc. Hốt thuốc thì con xin nhà chùa cho con hốt thuốc khí không có tiền. Thì con hốt con uống ghét con hết. Hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên 1.5 m. À, con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi về, mỗi lần mà con về mấy năm trời con đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử khách là
Con đi xem đa cái quan á, cái con đi lại chỉ con đi xem đa lại chỉ con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ lít xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con sao mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi còn hơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả trăm cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại khử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con điên khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám á nói là con á con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai độ cho con và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không. Cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô lai gai thôi. Chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được. Ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau nó đổ ra còn hơn nữa. Hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây thì từ sáng con làm ghế tới trưa, trưa con làm ghế tới chiều, chiều làm ghế tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được. Cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự khô khắc bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập viện lớn con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nói chứ con, nếu mà con viện lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên ở đây á, con cũng không báo với Phật tử á. Thì sư phụ nếu sư phụ thương á thì trong chú sư phụ nguyện cho đạo tràng chúng con thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật á, buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ á, để cho có cái đạo lực và có những cái phước á mà Long Khê Khánh chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thì khai công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng. Nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật, mỗi buổi chiều chủ nhật. Ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở dùm cho đạo tràng chúng con á, và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiền chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiền chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiền chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiền chí đâu. Sư phụ thiền chí đi chung sư phụ biết là đó, sư phụ làm mấy cái đại lễ và thiền chí phước đức được ngồi chung được hầu đàn là cả cái phước khiến cho thiền chí đi chung. Thì thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề, không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ, nhưng mà khiến cái phước khi thiền chí tụng đại bi nhiều rồi đó thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng đại bi đó thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á là cái người trụ trì hoặc là chủ sử á là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi à mà khiêng riết còn có thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à, bởi vậy thì nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh đó, thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ông cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây, mỗi lần ông hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không? Cỡ nào cũng chạy lên đó,
bỏ chỗ khác chạy để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với quý vị đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ người ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí thì có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là khinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Nên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa đó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc là tu được đó. Hiểu không? Thật ra chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trung đạo khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển. Nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành mình tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có. Rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng, ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà, ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ổng rất là chất phác vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt là thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp, mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con thì chứ đụng vô là có chuyện lớn đó, đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch, dữ lắm luôn á. Thì đi để mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5, tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nói tầm bậy rồi. Bởi biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó, không có sợ là cái người mà ỷ đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huynh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Chứ trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta ăn hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, huynh đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm mà đừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sinh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thực sự trong bụng nhát thế mà có nổi. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được. Nếu mà mình tu đúng á, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông.
Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hỗn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó, chỉ nói bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200-mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản cho cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa hả? Mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp, trung đạo đi tới đâu các ngài để thôi đó, để giúp trung đạo hành pháp hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó, thì các chắn các ngài sẽ gia hộ cho Thiện Chí, một ngày nào đó cái này sẽ mở lớn hơn, quân đệ tới đông hơn tu với ổng. Ông phải biết như vậy, cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá. Bây giờ ông quên, quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất, hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Chúng ta giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin, ngày 28 Tết dọn cây cái chuẩn bị ăn Tết. Tối hôm chính đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình, nói ủa bưng tới chi đây vậy con, đấy mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa mai Tết rồi hả, mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đoạn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau, là tu bằng tâm linh thôi, đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí cũng đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều, mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ, không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả, giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu. Cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường, cứ lo phận sự của mình là tu rồi hoằng hóa lợi sanh, có vậy thôi. Cho nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên đủ phước, đủ đạo hạnh đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này, rõ không? Nhớ không? Bây giờ là Phật mong rằng huynh đệ cho thầy Thiện Chí, giúp thầy có cơ hội phát triển, đó làm phước đó. Không lẽ thầy đi năn nỉ giùm ổng, ổng thì thật thà quá đi, ổng có gì ổng nói đó, rõ chưa? Đó, thực sự lúc đó mình mới biểu lộ cái tánh Bồ Tát bình đẳng đó, mình thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Từ nhãn thị chúng sanh, thầy Thiện Chí với trung đạo cũng là một chúng sanh mà bá tánh mà, có phải vậy không? Bá tánh mặc bộ đồ khác kiểu, tóc các cái tóc khác kiểu thôi, chứ bộ đồ khác màu bự dài rộng vậy đó, phải không? Cũng là chúng thanh bá tánh giống như huynh đệ thôi, chẳng qua mặc cái áo khác màu khác kiểu vậy mà, chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ là Phật, huynh đệ hỏi tiếp. Dạ hỏi đi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Dạ con cũng kính bạch thầy Thiện Chí. Thì hôm nay con qua cái lời của thầy giảng vừa rồi, và qua những cái lời mà chia sẻ của thầy Thiện Chí, thì con cũng xin phép, con cũng không phải nói là con đại diện cho Phật tử, nhưng mà đây là một cái ý nghĩa hồi nãy giờ con cũng có cái sự lắng nghe, và con cũng rất là cảm động. Những cái lời này thì đúng ra là lần đầu tiên mà con đến cái tỉnh thất của thầy, thì đúng ra là nó cũng chiêu cảm được cái lòng con. Thực sự ra thì con là cái một cái người cũng đang học Phật, đang cũng tu học Phật, thì con cũng tự sửa đổi trong cái tâm của mình, cái tính của mình, thì con cũng có cái cơ duyên mà để con gặp được thầy hôm nay. Rồi đầu tiên là con cũng trước
Thì trước thầy con cho con phép được cùng mấy huynh đệ chị em con hôm nay về đây là suy nghĩ ra là tụi con nghĩ là mình cũng có một cái chưa có sự mà để tri ân với thầy Thiện Chí. Không phải thầy nói ra mình mới nghĩ lại, nhưng mà con nghĩ nếu mà tụi con không gặp được cái tịnh thất này và không gặp được thầy Thiện Chí thì tụi con cũng không có dịp để gặp thầy. Do đó mà đúng ra là những cái lời thầy Thiện Chí nói thì đúng ra con trong lòng nó cảm thấy nó phải nói là rất là xúc động. Thì bây giờ trước mặt thầy và thầy Thiện Chí thì cho con được một cái lời rất là thành kính tri ân nơi Tam Bảo nơi đây và thầy Thiện Chí. Đó là một cái lời đầu tiên mà con muốn nói. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cho con xin đảnh lại một lễ. Dạ. Cảm niệm công đức con đã đến thầy Thiện Chí. Dạ, đây. Cái điều thứ hai là con cũng khi lắng nghe thì đây là một cái lời nói giống như là khi mình nghe một người thầy đã chia sẻ như vậy thì nếu mà với hàng Phật tử chúng con mà không đáp lại thì cũng như là mình học mà mình cũng không, cũng như là mình không có trả bài vậy. Đó. Thì giống như con nghĩ như vậy thì đây là một cái lời nói riêng bản thân con. Thì thật sự thì khi mà họ hiểu được Phật Pháp thì đúng là con có về chùa Long Vân là con mỹ mở được cái huệ. Nhưng mà con cũng nghe được cái đĩa giảng của thầy ở tại chùa Long Vân. Thì khi con biết thầy Thiện Chí là đệ tử của thầy thì trong lòng con cũng rất là mừng. Tại vì con chỉ được nghe giảng một cái đĩa của thầy ở chùa Long Vân mà con không có gặp được riêng thầy thực tế như vậy. Nhưng mà đúng là cũng cái duyên của bên chồng con có người mất, anh chồng mất mà được mời thầy Thiện Chí về đó để mà cũng là cũng kinh đó. Đó, nhưng mà đối với con thì con không bị không hiểu cái đó là do chư Bồ Tát hay là như thế nào, nhưng mà đối với con thì con đến một cái nơi nào đó thì con không có nhìn về cái bề ngoài nơi chùa đó và một cái vị thầy đó để mà con tu. Nhưng mà khi mà con đến gặp một cái vị thầy hoặc là ni sư không có sự phân biệt trong con mà nó chỉ chiêu cảm trong con bằng một cái lời dạy hoặc là một cái lời giảng, thì ý con nói ra đây để thầy Thiện Chí cũng yên lòng. Con nghĩ là gì? Không phải là những ngôi chùa lớn hoặc là những nơi mà Phật tử đến đông là nơi đó tất cả những người Phật tử hoặc chỗ mà thầy đó hoặc là nơi đó nó thịnh. Nhưng mà dù một cái nơi nhỏ như vậy nhưng mà cũng như là do cái sự mà tu tập, cái năng lượng tu tập giống như con vậy, nếu mà con có phải sự phân biệt thì con sẽ tìm đến những ngôi chùa lớn. Nhưng mà khi đến đây là nó chiêu cảm trong lòng con, từ những con gặp thầy dù một lời nói hoặc con đến Tam Bảo thì con cảm thấy là con thấy nơi đây là cũng cần mình phải đến. Ý là con nói như vậy để giống như để thầy Thiện Chí á, nhưng giống như hãy yên lòng. Tại vì nơi nào mà giống như mà cái đạo tâm mà nó vững hoặc cái năng lượng tu tập vững, khi mình tu thì giống như thầy dạy á, tiền bạc vật chất á, là phù du, nó cũng không phải là cái mà để mình cần là cũng phải cần, đó là phương tiện. Nhưng mà cái chính của người tu á, là phải cần sự hy sinh. Con nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình hy sinh thì con nghĩ nó sẽ có tất cả. Đó là một cái điều mà chính bản thân con cũng cảm nhận được. Mà nếu mà nói mà chia sẻ thì con cũng thấy không có đủ thời gian để mà chia sẻ. Con cũng có mít lời con xin cảm ơn công đức của con để chia sẻ. Thời giờ đã hết đó. Trung đạo mong huynh đệ ngồi yên lặng lại, nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật. Nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật.
mình biết bản thân mình là Phật, cái ông ngự trị này luôn luôn chân lý vẫn là Phật, nhưng chúng ta vì không hiểu biết chín chắn, nghe theo người khác, chạy theo cái sự không hiểu biết, bắt đầu mình vớ vẩn, tu mà không có mục đích. Vì tu không có mục đích cho nên ta không đi đúng đường, đi lạc, rồi sai đường tầm bậy tầm bạ. Thật ra trong kinh Bát Nhã Huynh Đệ Tụng có nghe cái là ngũ uẩn giai không độ, nhất thiết khổ ách không? Nhớ câu đó không? Khi mà mình tu tụng đến mức mà mình ngũ uẩn giai không là sắc cũng không rồi, thọ cũng không, tưởng không, xúc, sắc thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, cái ngũ uẩn nó không còn tồn tại thì lục căn đại thanh tịnh thì mới độ nhất thiết khổ ách được. Vì là khi mà ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức không còn tồn tại thì tự động lục căn thanh tịnh. Lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó mới thanh tịnh. Có thanh tịnh như vậy á thì mình học đạo mới tinh tấn được. Bình tịnh độ nó tịnh độ, đọc hai chữ rời ra, mình thanh tịnh, thật là thanh tịnh mình mới độ được mình, hiểu không? Độ được bá tánh chúng sanh quan gia trái chủ trong này, thật sự là thanh tịnh, cực thanh tịnh mới độ được quan gia trái chủ của chính bản thân mình. Lúc đó thật là tịnh thì mới độ được mình, lúc đó mình mới tịnh, tịnh thiệt tịnh mới độ được người. Tịnh độ, nếu mà không thanh tịnh thì không độ được ai cả, bản thân mình còn chưa xong nó độ ai, phải không? Thí dụ cái sức của mình vác 10 kg, đừng có ráng mình vác 20 kg là mình sẽ gãy xương sống thôi. Thí dụ mình học tới đó, chư Phật chỉ làm cho bao nhiêu đó người thôi, mình ráng làm hơn mình sẽ bệnh hoặc là mình sẽ rước nghiệp của người khác. Nói chung chúng ta đều có giới hạn của mình. Mình làm tới đâu chư Phật thấy hiểu biết, các ngài hiểu biết rất là cùng tận, ngài sẽ cho mình làm nhiều hơn, mình không cần phải đòi hỏi. Mình càng tu tinh tấn chừng nào thì tâm linh mình càng cao, tự động vật chất sẽ đi theo sự tu học của mình, nó gọi là phước. Tu giỏi là huệ, mà mình sống có âm đức, có đạo đức thì tự động phước tăng theo. Có vậy thôi mà không cần phải cầu. Tu không cầu, cầu sẽ đi vào ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, sẽ bị ma chướng. Cho nên người tu không cần phải cầu ngoài cho bá tánh chúng sanh dân tộc được an lành hạnh phúc, cho quốc thái dân an. Còn bản thân của mình cầu học đạo tinh tấn, thân khỏe tâm an hết chuyện. Tất cả những gì còn lại của đời mình chư Phật đã tính rồi, mình không cần phải cầu, bởi vì mình là con của ngài mà, phải không? Cha mẹ không bao giờ bỏ con. Cô này cũng vậy, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thầy đang nói ngoài đề chưa đi vào cái bài giảng. Cha mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi, có đúng vậy không? Chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ chư Phật đi thôi. Đến khi mà mình đau khổ, bệnh tật quá mức, không còn ngọ ngoại được, lết bằng mo, bò bằng mũng, lúc đó mình mới gọi xuống, mẹ ơi con khổ quá, cứu con. Lúc ngồi rên khóc hù hù vậy đó. Lúc đó ngày mới dục vài ba thứ cho mình chụp vô để khỏi nổi trôi, thấy không? Chụp nhầm cái ruột xe xì, thấy bà có nổi nữa. Mình trôi lăn trong biển khổ mà, trôi lên bờ nó chụp đại với nhầm cái ruột lũng trôi tiếp. Thật ra nếu mà mình tu lộn pháp là bị như vậy đó. Ai cũng bị, phải riêng một cá nhân nào. Nếu mà mình tu có mục đích rõ ràng là giải thoát, tu phải có cái lý tưởng. Lý tưởng của các ngài là phụng sự. Nếu mình không phụng sự huynh đệ anh em của mình là mình không có giác tha. Mà không giác tha, dứt khoát, giác hạnh không viên mãn. Rõ không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Nói xong huynh đệ chia sẻ, hỏi thầy thì chúng ta đàm đạo với nhau để giải quyết vấn đề bệnh tật cá nhân của mình. Bệnh nặng, bệnh nhẹ là do nghiệp nhiều, nghiệp ít. Rồi trung đạo giải thích vấn đề bệnh tật và nghiệp chướng. Chúng ta mỗi một người bệnh khác nhau, nghiệp nặng thì bệnh nặng, nghiệp nhẹ bệnh nhẹ. Đầu óc trong sạch, sạch sẽ, không bệnh. Nói chung là tâm định, trí tịnh, thân không bệnh. Tâm bất định, trí bất tịnh, thân sinh bệnh. Còn nghĩa là tướng tự tâm sanh. Chúng ta cái tâm như thế nào thì bệnh như thế. Mình không giấu được. Ví dụ mình đau khổ trong bụng thì cái mặt mình nhăn nhó, nó rõ ràng như vậy. Mà cái mặt mình trong lòng mình hận thù thì cái mặt mình khó coi dễ lắm. Nói chung là cái tâm mình sao, cái mặt mình hiện ra đó, mình không giấu được ai. Có giấu cỡ nào đi, một vài bữa sau nó cũng lòi ra thôi. Để giải quyết bệnh tật và nghiệp lực, nghiệp chướng của chính mình, chỉ có một điều duy nhất chúng ta phải làm thôi, làm cho bản thân mình chứ không phải làm cho thầy, làm cho ai đó, không bà cô, không có. Tất cả chúng ta đều có khả năng
chuyển nghiệp lực của chính bản thân mình để giải trừ bệnh tật. Mà theo Trung Đạo thì không phải quyết định là chỉ tụng Đại Bi mới giải quyết. Bên cạnh nó có những bài kinh khác để chúng ta cùng tụng trong một thời gian. Như đầu tiên mình tụng Đại Bi 100 ngày để mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình. Trong 100 ngày đó mình tụng được bao nhiêu mình tụng. Như con bé gì tụng 108 rồi con. Nè, con tụng 108 biến ngày hả? Tụng 108 luôn hả? Giỏi vậy hả? Chúc mừng con nha. Tụng càng tụng á, mình nghiệp mình nó càng nhẹ. Ngộ lắm, tụng kinh nó có một cái phước báo rất là sâu dày. Mình tụng đều đặn, đúng giờ đúng giấc, tụng hoài hoài, tự động nó rửa sạch nghiệp của mình, giống như cầm cái bàn chải vậy đó. Bên giới luật nó có cái giới gọi là tỳ kheo hay tỳ khưu, người Bắc gọi là tỳ khưu, người Nam là tỳ kheo. Còn cái giới của thầy là kỳ khu, tự tu học, tự kỳ cái khu mình cho nó sạch. Đấy là mình lấy bàn chải mình chà khu mình á, đừng chà khu người ta kiếm chuyện. Mình ngồi xuống mình tụng kinh niệm Phật là mình tự chà khu của mình nó sạch sẽ để tội lỗi nó bớt nặng chứ không có gì. Cho nên huynh đệ cư sĩ mình thọ cái giới kỳ khu nha. Còn mấy ông tỳ khưu thì kheo chuyện của mấy ổng. Còn mình cư sĩ tại gia là ngồi xuống tụng kinh để thọ giới kỳ khu như Đạo Phật. Rồi rõ chưa? Để hướng dẫn huynh đệ giải trừ bệnh tật và thay đổi nghiệp lực. Đây là cái câu thầy lặp đi lặp lại rất nhiều trong dĩa. Không ai có thể ngăn chặn nghiệp báo của ngày hôm qua, mà tất cả chúng ta đều có cơ hội thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống hiện thực, thật thà, chân thật trong hiện tại. Trong hiện tại sống chân thật thì tương lai sẽ hoàn tất. Câu này bất di bất dịch. Hôm nay mình sống chân thật, sống cho chân thật hôm nay, trong đời đạt đạo tương lai sáng ngời. Trong ngày hôm nay, trong giây phút này, cái tâm chân thật, cái lòng chân thật, cái ý chân thật, lời nói chân thật sẽ tạo tác cái nhân chân thật, thì ngày mai nó trở về là cái quả chân thật. Nếu huynh đệ hiểu như Trung Đạo thì huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp quả, đó rất là dễ hiểu. Không cần phải suy nghĩ sâu xa, chúng ta biết luật nhân quả. Mình cho ra cái gì nó sẽ về cái đó. Mình cho ra những điều xấu thì điều xấu trở về luôn luôn là 4 lần. Quý vị cứ nghĩ là nhân quả, nhân là cái cốt lõi mà nó sinh ra một cái quả, hay là chẳng hạn như nói là một cái hột, cái hột điều mình ươm trồng thành cây điều để ra trái điều. Thực sự cái nhân quả mình đọc nhân quả, cái quả của thế gian, cái luật quả báo đều là 4 lần gọi là nhân, cấp số nhân. Thả 1 hưởng 4, thả 10 hưởng 40, thả 100 hưởng 400, thả 1000 hưởng 4000, thả 50000 hưởng 200000, có phải vậy không? Tức là 4 lần không thôi. À, 4 lần là 2, đúng rồi. Khi chúng ta thả 1 ta hưởng 4, đó là luật bất di bất dịch của trụ, không có nhiều hơn 4 mà chẳng ít hơn 4. Bây giờ nếu chúng ta đã hiểu luật quả báo là thế thì mắc chứng gì mình phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu. Đúng vậy không? Vấn đề là Phật tử thuận thành mà, đâu cần phải suy nghĩ nhiều, biết rằng luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác, thì mình không cần phải nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu. Thay vì mình làm xấu, nói xấu, mình gửi những cái nhân không tốt lành đi ra ngoài, thì cái quả không tốt lành trở về không ngừng liên tục trong cuộc sống, thì mình gọi là gặp nghịch cảnh chướng duyên. Thay vì mình đi gặp nghịch cảnh chướng duyên, tại sao không thay đổi những tư tưởng, như là ăn tiếng nói, như hành động của mình trong sạch hơn, trong lành hơn, tinh khiết hơn, thanh tịnh hơn, thì tự nhiên quả báo trở về mình là trang nghiêm, thanh tịnh, tinh khiết. Quý vị có thấy đúng không? Đúng không? Quý vị nghĩ tới Phật, cái miệng nói Phật, trong lòng có Phật, cái đầu tưởng nghĩ tới Phật, trong tim có Phật. Nếu chúng ta từng giây từng phút đều nghĩ tới Phật hết, thì mình gửi những cái tư tưởng an lành tốt đẹp ra tận cùng vũ trụ, thì nó quay trở lại với mình là gì? Là gì? Là Phật. Tức là mình chỉ nghĩ tới Phật, lúc nào cũng nghĩ tưởng tình yêu thương tới. Nó quay trở về là tình yêu thương không ngừng nghỉ. Luật quả báo là thế. Bây giờ huynh đệ đã hiểu luật quả báo. Chúng ta nghĩ cái gì chúng ta được cái đó. Muốn xấu được xấu, muốn tốt được tốt. Chúng ta là chủ nhân của quả báo, của chính mình. Muốn sạch là được sạch, muốn xấu được xấu, muốn niết bàn là niết bàn, muốn địa ngục là địa ngục. Bây giờ huynh đệ tự quyết định xấu hay tốt.
Nếu quý vị tự quyết định rồi, chúng ta sẽ giải thích tỉ mỉ, quý vị sẽ tiếp nhận nó và sống, quý vị sẽ được như ý đó. Bây giờ quý vị biết luật rồi đúng không? Hãy nghĩ xấu về xấu, nghĩ tốt về tốt, quý vị tự quyết định đi, địa ngục hay niết bàn. Tất cả những gì mà tư tưởng xấu xa, đê tiện, hành động xấu xa đê tiện, lời nói xấu xa đê tiện, đưa đưa mình tận cùng của cái dục giới, rồi rồi mình sẽ đưa trong đó gọi là địa ngục tại thế gian. Còn những gì mà thanh cao, trong sạch, tinh khiết như chư Phật, chúng ta sẽ được những quả báo tốt lành của chư Phật, gọi là quả báo tốt hay là nghiệp, nghiệp báo tốt. Giờ anh hiểu rõ luật chưa? Rõ luật quả báo chưa? Dễ hiểu không? Bây giờ mình đã hiểu luật quả báo sẽ đem về tất cả những gì chúng ta tạo tác. Phải nhớ rằng luật quả báo của vũ trụ mà chư Phật cũng không được chen xen vào, chen chân chen tay vào. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát luôn luôn tuân thủ các luật của vũ trụ. Luật quả báo bất di bất dịch vũ trụ là chúng ta không ai có thể thay đổi được cả. Chỉ có ngồi xuống tu luyện thì mới thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được luật, thay đổi được nghiệp lực của chính mình, thay đổi nhân quả xấu tốt của mình. Rõ chưa? Chỉ có cách ngồi xuống thôi, rị mọ. Tu phải rị chứ, rị nó mới linh. Đại huynh đệ hiểu luật quả báo rõ ràng rồi thì không có gì khó khăn cho huynh đệ tu học cả. Huynh đệ không cần phải tu làm ông này bà nọ, không phải như Trung Đạo hay thầy Thiện Chí phải cào đầu mà không cần. Hồi xưa Trung Đạo nghĩ là cái này quan trọng lắm. Bây giờ thấy thực sự là phương tiện tạm bợ thôi. Một phương tiện tạm bợ cho huynh đệ mình nương vào đó, nó đủ lực tự động nó tách mình ra, nó đi tiếp. Không ai có thể cầm vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho chính mình, mà chỉ có chúng ta tự làm cho bản thân mình mà thôi. Trung Đạo cũng vậy, theo luật Trung Đạo không thể nào cầm vương miện của Phật tánh đội lên đầu cho huynh đệ. Huynh đệ phải tự cầm cái mũ Phật tánh đội lên đầu cho chính mình. Rõ không? Thì trên Trung Đạo chỉ là một phương tiện. Ngày xưa Trung Đạo nghĩ cái hình tướng này quan trọng lắm. Dạ, tới chừng mà hiểu biết rồi đó, cái quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nó vậy đó. Còn cái gì cũng là quan trọng là trước quốc. Vậy tu làm cái gì? Tu rồi cái mạng còn chưa quan trọng nữa, đừng, phải không? Cái mạng là tạo ra của cải vật chất mà nó còn không quan trọng nữa, cái chuyện gì nữa mà quan trọng? Quan trọng nhất là không có gì quan trọng. Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ cha nó đi hết chuyện. Tại đó chúng ta biết luật nhân quả, đâu còn gì nó phải lo ngại. Luật nhân quả trang trải tất cả đời sống chúng ta, của tất cả những người trên thế gian này, còn đi đứng, còn nói chuyện, còn làm việc, còn làm bất cứ cái điều gì, đều không thoát khỏi luật nhân quả. Cho nên chư Thiên, chư Phật, chư Tát, các ngài rất hiểu luật. Cho nên các ngài không xía tay vào nghiệp lực của chúng ta. Trừ khi nào chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cầu nguyện bằng cả tâm tư trí tuệ sức mạnh, lúc đó các ngài phóng quang tiếp điển để trợ lực cho mình mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, rộng lớn hơn, phóng khoáng hơn, từ bi bác ái hơn, yêu thương rộng lượng hơn. Mà cái tâm từ bi là nó chiếm 99.9 điểm đậu rồi đó. Nếu anh đệ tu mà không phát triển lòng từ bi thì giống như một cái hạt giống nó bị chai, nó không mọc được. Tu hoài cũng vậy thôi à. Tu phải nghĩ tới những người, nghĩ tới những người chung quanh, giúp đỡ những người chung phát triển. Mình biết một mình giúp một, với hai giúp hai, chứ đừng biết một mà nói 10, nó trất quớt, người ta nghe theo, người ta trật lất đó. Còn mình tu mình thấy cái này thấy cái nào là của mình thôi, mình không kể cho người khác nghe được. Mình kể người ta khác người ta không hiểu, người ta nói bậy, người ta tạo nghiệp. Cho nên cũng không được nói, trừ khi mà gặp thầy hoặc người nào hiểu biết cái mình bàn với nhau. Có những người tu mà hỏi mấy ông thầy, ông thầy cũng trất quớt không biết gì giải thích đâu, thì có tu đâu biết. Phải nằm trong mền mới biết mền, nằm trong chăn mới chăn có rận. Mình nằm mình mới thấy được sự việc, mình mới hiểu. Bây giờ hỏi gì Trung Đạo cũng trả lời, bởi vì Trung Đạo đã trải qua những cái cảm giác, những xúc cảm đó rồi. Cho nên hiểu biết được đến ngày cuối cùng á, là mình càng tu cái tâm từ bi càng rộng lớn thì quả báo rất là gần. Bởi vì luật quả báo luôn luôn đem lại tất cả những gì mà anh em huynh đệ chúng ta thảy ra ngoài, luật quả báo sẽ đem về tất cả lại cho mình. Cho nên mình làm tốt thì cái tốt trở về là 4 lần, làm cái xấu trở về là 4 lần. Chúng ta lập đi lại rất nhiều cái luật quả báo này trong những cái dĩa khác. Trung Đạo cho nói một lần thôi, huynh đệ sẽ hiểu. Đây là nói nhiều lần mà chưa nghe đó. Luật quả báo rất là ngộ, không ai trong chúng ta có thể thoát được khỏi luật này. Chúng ta vừa nghĩ bậy là đã viết xuống rồi.
vừa nói bậy đã viết xuống rồi, cái luật nó sẵn chờ hết, từng cá nhân một không ai tránh khỏi, vừa nghĩ tầm bậy tầm bạ tính toán là nó ghi xuống rồi. Thì khi mà cuối đời bắt đầu nó đưa cái bảng cộng trừ nhân chia ra, bây giờ mình nghĩ cái này nè, một lần trong một phút mình nghĩ 60 lần, 60 lần quả báo về là bao nhiêu? 4 lần, 240 lần, đúng không? Là chúng ta ngày hôm nay vui, ngày mai vui, ngày mốt vui, ngày kia vui, chúng ta cứ vui vẻ cho ba tánh hãy lại gần thầy là vui. Mình tạo tác rất nhiều phước đức, trong cái tạo tác phước đức cộng thêm cái niềm hạnh phúc an lạc của chính bản thân mình, mình tạo rất nhiều nghiệp tốt, thành ra quả báo tốt trở về không gọi là thiện lành. Mà người tu quan trọng nhất trở thành thiện nhân, những quả báo tốt lành quay trở về mình không ngừng nghĩ, bởi vì cái tâm tư tốt lành của mình thì mình thực sự là một thiện nhân. Một thiện nhân thì có nhiều cơ hội học đạo gần gũi chư Phật. Từ thiện nhân học cho giỏi vô, rồi thần nhân, rồi thánh nhân, lúc đó rồi Phật. Chúng ta tu nhân học Phật là chỗ đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống để mà tròn cái nhân đạo, chúng ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Mở mắt ra là vui vẻ rồi, nghĩ tới chuyện làm thiện lành. Nghĩ chuyện làm lành mà, thấy không? Rồi ngồi xuống rảnh thì tụng kinh trì chú có 8 chữ thôi. Nghĩ thiện làm lành là tạo phước, là gọi là phước hữu lậu. Tụng kinh trì chú là tạo phước, gọi là phước vô lậu. Tụng kinh trì chú phước vô lậu tức là âm phước, làm việc phước cho bá tánh, cúng dường từ thiện là dương phước. Âm phước, dương phước, hai cái nó cộng lại thành phước báo, thành công đức. Nên chúng ta nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú là bổn phận của 10 Phật tử thuận thành chân chính. Cứ làm, cứ ngồi xuống tụng kinh chú, làm được cái gì làm cho bá tánh cứ làm, còn chuyện còn lại luật nhân quả sẽ đem về đầy đủ cho chúng ta. Bây giờ huynh đệ có rõ luật nhân quả chưa? Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Hãy dễ hiểu thì làm được, hãy làm được thì có kết quả, vì ai cũng có thể làm được cả, mà có chịu làm hay không á. Quan trọng nhất là trong Phật pháp phải làm, chứ không có lý luận được. Mình lý luận suông cho nó, cho nói chuyện hay chơi vậy thôi, chứ thực sự chẳng được ích lợi gì hết. Chỉ có nhào vô làm thôi. Làm để chứng minh, làm để biểu lộ cái tánh từ bi, yêu thương ba tánh, để biểu lộ cái tánh rộng lượng từ bi bác ái, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, giàu nghèo sang hèn, yêu với một cái lòng yêu thương của Bồ Tát, lúc đó mới thực sự là phước báo. Còn yêu thương mà có sự tính toán thì để luật nhân quả xử. Người giàu đến với mình tiếp xúc với họ đủ cho hiểu mình thôi. Còn người nghèo đến với mình giúp đỡ, mình tiếp xúc, mình đừng làm cho người ta cảm thấy bị bỏ rơi. Nếu mà mình làm cho người nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với những người khác, thì chúng ta là những người thủ phạm làm cho họ thối Bồ Đề Tâm. Người nghèo đến gặp ông thầy thấy người nghèo đến nên tiếp xúc nhiều hơn cho người nghèo có cơ hội. Với người giàu lúc nào cũng có cơ hội, nó có tiền rồi thì đâu cũng có cơ hội cả. Chẳng hạn như người nghèo bệnh quá sắp chết, gặp ông thầy là ra tay cứu liền, nó sống lại, còn chờ chỗ khác là nó ngủm cha nó rồi. Còn người giàu nó có đau đớn cỡ nào cũng chở bác sĩ nó cứu, phải không? Thế nên mình gặp người nghèo mình làm nhiều hơn một chút, người giàu thì làm chút chút thì nó cũng có cơ hội rồi. Cho nên nếu mà gặp người giàu mà xum xêm nói chuyện hoài, nịnh hót hoài là mình cũng vô địa ngục đó. Rõ không? Một người thầy tốt là luôn luôn giúp đỡ huynh đệ bá tánh trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, mình giúp đỡ họ nhiều thì tự động phước báo nhiều. Còn những người giàu tới mình bỏ những nghèo đi là mình làm cho những nghèo cảm thấy bị bỏ rơi, họ thối Bồ Đề Tâm, là lỗi lầm, tội lỗi của chính mình. Huynh đệ hiểu thầy chưa? Hiểu rõ không? Cho nên á, thấy xe đạp á, thì nói chuyện nói nhiều hơn, để về nhà lấy dao đâm bánh xe đạp nó không thèm tới chùa nó đó. Còn đi xe hơi từ từ nói không sao, thì nó có nhiều cơ hội hơn. Nó có bệnh đi chăng nữa vẫn có bác sĩ giúp. Còn người nghèo quá rồi, nó đi bộ tới mình không giúp nó, về nhà nó không có thuốc, tiền mua thuốc là nó chết đó. Nhớ chưa? Thật ra huynh đệ mà khó khăn mình giúp đỡ nhiều hơn. Còn huynh đệ mà thực sự có chút xíu điều kiện á, thì mình từ từ, không có gấp. Nhớ không? Không nghĩa là mình bỏ rơi người ta, nhưng mà người ta còn có cơ hội. Còn những người nghèo không có cơ hội. Mà người thầy có lòng từ bi phải thấy điều này. Rõ chưa? Để mình giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân mình, không có kỳ thị trong việc phụng sự. Nếu chúng ta thấy một người chạy xe mắc tiền tới, mình bận rộn nói chuyện người đó nhiều quá, thì 15 đứa đệ tử nghèo nó còn chờ một lời nói của mình đi, nó chờ cả ngày chưa được mình ngó tới,
Bởi vì cái xe mới kia nó làm mình mù con mắt đâu thấy đường đâu. Rõ không? Còn 15 đứa ngồi nó chầu trực từ sáng tới chiều chưa nói một lời nào với nó. À nó nói thế, nói thì thầy bận lắm rồi, thầy đang bận để tiếp xúc với thằng khốn nạn này nè, nó giàu lắm. Hiểu không? Hiểu thầy nói không? Thì nó mình tiếp xúc nó cho nên mình cũng khốn nạn luôn. Bởi vì mình bỏ rơi những người nghèo bên cạnh, người ta đang chờ đợi một lời khuyên của mình về họ cũng khỏe. Cuộc đời này rất là ngộ, cho dù giàu nghèo hay là cỡ nào đi, vẫn có một gì đó để ôm ấp mà sống qua ngày. Tất cả chúng ta đều có một điều đó, phải giữ nó để lấy làm một niềm vui để sống. Nên các ngài cho mình cái hy vọng, một hy vọng mình sẽ vượt qua hoàn cảnh khốn khó này. Cho nên đừng để huynh đệ nghèo khốn của mình mất hy vọng. Rõ chưa? Mình làm cho mất hy vọng là mình cũng bị đọa như thường, bởi vì mình đã đánh chết một cái chủng tử Phật đang ngoi đầu lên. Tu đạo rất là quan trọng trong chuyện tiếp xử. Nó bệnh quá, đối xử nó tốt hơn. Khi nó khỏe rồi mình từ từ mình thả nó ra. Nhớ không? Chứ không có giữ nó hoài để nó tự lực cánh sinh. Thế nên mình tập yêu thương đồng đẳng để mình không tạo tác nghiệp cho chính mình, và cũng không làm cho huynh đệ mình bị đau khổ vì sự đối xử của mình. Thì nó bắt đầu nó sẽ nghĩ bậy, nó tạo nghiệp. Thế nào nó cũng tạo nghiệp rồi. À, mình đối xử tệ là bắt đầu nó nghĩ xấu, nó nói xấu, nó bậy, nó mắng nhiếc mình là nó tạo nghiệp rồi. Bởi vì mình chính là nguyên nhân cho nó tạo nghiệp. Rồi bản thân mình cũng tự tạo nghiệp cho mình, bởi vì mình đối xử không công bằng. Rõ chưa? Là thế chứ không, cái nghiệp chướng nó kinh khủng, cái quả báo nó kinh khủng lắm. Mình đối xử tầm bậy, người ta nói bậy, tất cả đều mang nghiệp hết. Mình cũng bị, mà mình tội lỗi nhất với sự hiểu biết của mình. Vì hiểu biết nhiều mà không cư xử, hành xử, đối xử, tiếp xử đúng là mình tự tạo tác nghiệp quả của chính mình. Rõ không? Cho nên cẩn thận trong việc cư xử, tiếp xử, đối xử, hành xử. Không thôi là tự xử đó nha. Nhớ chưa? Thành ra phải cẩn thận. Bây giờ huynh đệ này cũng vậy. Chúng ta gặp nhau vui vẻ đối xử nhau, rồi nhại nấy đi. Nhưng mà không hề có sự phê bình chỉ trích sau lưng nha. Ngày mai quay lại gặp vẫn vui vẻ như thường. Đó thực sự là một người Phật tử thuần thành chân chính. Đệ tử của thầy chưa bao giờ nghe thầy than phiền trách móc một người nào hết. Chưa bao giờ có. Bởi vì lúc mà mình cứ bận rộn, bận biểu trách móc người này người nọ kia, thì mình làm lãng phí cái thời gian phụng sự cho chư Phật á. Hiểu không? Cái tối ngày ngồi trách móc không à. Không lo làm việc, không lo tu hành. Mình đâu có tốt lành nào mà trách người khác. Phải không? Phải không? Cho nên để mà mình giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình á, mình phải ngồi xuống, mình tu tụng, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, tập cái tánh yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh mà không cần điều kiện. Chư Phật thương yêu mình đâu có điều kiện đâu. Chư Phật nhìn mình đâu phải chấm đứa đẹp đứa xấu mà yêu thương, không có. Các ngài nhìn bằng cái tâm từ bi, từ nhãn thì chúng sanh phước tụ hải vô lượng mà, đúng không? Với nhìn bá tánh chúng sanh con mắt từ bi thì phước vô tận. Tại sao mình không tập như mẹ Quán Thế Bồ Tát đi? Từ nhãn thị chúng sanh, cho dù mắt khí nhìn cũng từ thị được. Con mắt khí nhìn cũng có cái lòng rộng lớn bao la, cho nên mắt khí nhìn ít đâu, đừng có tưởng bở. Phải không? Đừng tưởng con mắt bự mà nhìn nhiều hơn người mắt khí, lầm to. Thầy nè, mắt khí nhìn bự lắm á. Thấy mọi thứ rõ ràng. Cho nên từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Chúng ta là một Phật tử thuần thành chân chính, chúng ta chỉ cần biểu lộ như vậy thôi, tự nhiên phước báo vô biên. Tại sao chúng ta không chịu làm một việc đơn giản đi để không tạo tác nghiệp ác? Hả, mình nhiều nặng nghiệp là mình bệnh nặng nhiều. Đừng có tưởng có tiền nhiều mà không bệnh đâu. Hả, có tiền nhiều, ăn nhậu nhiều, làm tầm bậy nhiều, xài nhiều, tổn phước, bệnh. Thấy chưa? Tiền nè, cộng xài tầm bậy, cộng lãng phí nhân đức bằng bệnh tật. Đó, nghèo cộng biết làm thiện, tụng kinh trì chú bằng khỏe. Công thức rõ ràng, không có trật đâu. Từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn bá tánh chúng sanh yêu thương không điều kiện, chính là từ nhãn thị chúng sanh, đó là nhìn bằng con mắt từ bi, thì tự nhiên mình phước báo vô cùng. Quân đề chỉ tập như đó thôi, có hai câu đó thôi mà không làm được, nó thiệt sự là không biết làm sao nói nữa. Thấy không? Từ nhãn thị chúng sanh không phải là con mắt nhìn từ từ đâu. Từ từ tới nơi là chết bà nó hết rồi. Thấy không? Cho nên chúng ta đơn giản mở mắt ra nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú. Nghĩ thiền làm lành là tạo phước hữu lậu, tụng kinh trì chú là tạo phước vô lậu.
hữu lậu vô lậu cộng lại là dương đức và âm đức, hai cái cộng lại bằng phước đức, công đức. Cho nên mà xuống tụng kinh chúng ta phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành để tạo phước, phước huệ song tu đầy đủ, thấy chưa? Nó dễ hiểu lắm. Rồi nhìn huynh đệ bá tánh sanh bằng lòng thương yêu chân thật bình đẳng, mình có cái lòng thương yêu chân thật bình đẳng trong điều kiện thì mình là ai? Mình chính là thiện nhân. Thiện nhân chính là Bồ Tát đó. Nó đơn giản vô cùng, đâu phải cái từ ngữ cho nó cao xa rồi cái đọc hoài không hiểu, nói thì không hiểu tới đâu mà nói vớ vẩn, phải không? Cái người mà gọi là thiện nhân á, một thiện nhân thực sự chính là Bồ Tát ở tại thế gian, thương yêu mọi người giống như nhau, không phân biệt già trẻ bé lớn, nghèo giàu, nghèo sang hèn đều như nhau. Ai tới mình cũng tiếp xử bằng một tấm lòng an lành hạnh phúc cho họ, đem cho họ một niềm vui nho nhỏ, và lấy niềm vui nho nhỏ đó về nhà làm cái cột mốc để họ phát triển cái niềm vui của họ nhiều hơn. Đó là sự giúp đỡ và tương trợ về mặt tâm linh. Trung đạo đi trị bệnh ở Vĩnh Long, chúng bạn biết rằng sẽ gặp nhiều người nghèo, cái vùng nó nghèo lắm. Trung đạo đem theo khoảng chừng 20 cái bao thơ, mà huynh đệ biết cái vùng xa xôi là 200.000 đã là bự lắm rồi, bự vô cùng, thì cái gì nó cũng rẻ hết á. 15 người vô ăn chay à, đâu bao nhiêu tiền đâu, 10.000 tô hủ tiếu, thấy chưa, có 150, 15 người ăn 150. Nhưng mà trong khi trung đạo trị bệnh cho một người, mình nhìn thấy cái sự đau khổ nghèo nàn của người ta, huynh đệ có nỡ cầm 100, 200 ngàn không? Sao mà cầm được, phải không? Mình phải móc túi đưa cái bao thư 500 ngàn cho nó về thấy tiền 500 ngàn nó hết bệnh, nó khỏe liền luôn. Bây giờ từ cái mặt xanh sau ốm yếu giờ vui cười ha hả, thấy hàm răng luôn. Thầy thực sự thầy làm, thầy kêu con đưa đi, trời thấy cái mặt nó thầy chịu không nổi. Trị xong cái đưa tiền cho nó, đó là một phương tiện để mình độ huynh đệ mình, để cho nó thức tỉnh, đồng thời nó cảm thấy là không bị bỏ rơi. Nó nghèo quá ai cũng làm lơ nó hết á. Bây giờ tiền công thầy lạ tới, trị bệnh xong cho nó tiền, nó về không phải cái đồng tiền làm cho nó mừng, cảm thấy là không bị bỏ rơi, có vậy thôi đó. Bây giờ nó học rất là giỏi. Mẹ nó rất là ghét nó, mà mẹ bà cục một cái chân, bà ghét lắm, bà hành hạ nó ghê lắm. Bây giờ bà lại biết ăn chay niệm Phật, nó là hay á chị, nó tu quá giỏi luôn. Đồng thời ở cái vùng đó Vũng Liêm á, thầy thấy con gái đàn bà bị đàn ông hành hạ lắm. Chồng chúa vợ tôi muốn đi đâu mới xin mà nó không cho đi, mà nó không cho tu nữa, kỳ cục vậy đó. Nó ăn nó nhậu nó chơi thì được, còn mình làm chút xíu tốt nó không cho. Thì đệ tử thầy nó mỗi lần đi gặp thầy là nó khóc cái tội lắm, nó khóc sướt mướt, cái đời nó khổ quá, nó không có được, muốn đi tu học cũng tụng kinh không cho nữa. Cái thầy dạy như nãy thầy nói là một là đấm cho con mắt, hai là, nhưng mà thầy nói nếu tụi con tiếp tục làm gì tụi con cho chồng con một cái phương tiện tạo nghiệp ác, tụi con sẽ vô cùng đau khổ, bởi vì con cho nó làm ác hoài à, con phải khổ lây, gọi là cộng nghiệp. Giờ con làm gì làm con phải nói thẳng vấn đề là con muốn làm người tốt, vậy 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 đó. Thì bố biết chồng nó nói về nó đứng thẳng lên nói nhỏ nhẹ lắm, nó kể cũng nhỏ nhẹ đó. Con nói vậy nè sư phụ, con của trời nè, muốn đi nè, cản không? Cản hả? Đi. Bỏ ra cửa đi luôn, giờ chồng hết dám nói luôn rồi. Mà nó nói nhỏ nhẹ lắm, nó còn không sợ nó, lúc đó điên hết sợ rồi sư phụ. Thế chừng mà nó tỉnh lại, nó ủa ai nói phải con? Ông Phật trong bụng nó nói á, muốn làm người tốt mà. Còn đệ tử thầy ở An Giang, phải gần Châu Đốc không biết, An Giang Châu Đốc phải không? Long Xuyên rồi đó. Nó muốn làm người tốt, nó muốn tu, mà bố là người hòa hảo, vợ người hòa hảo, lên trên kiếm cái bè kiếm thầy để tu. Thì vợ nó gọi cho thầy, nói thầy à, chồng con tên là anh có đi kiếm thầy đừng cho vô nhà nha. Ủa sao vậy? Nói à, con không muốn ảnh đi tu. Thế nó ủa gì, chồng con muốn làm người tốt mà con không cho, vậy chứ nó ăn nhậu, nó có gái, nó cờ bạc, nó đánh đập con, chịu không? Nó dạ chịu. Nói vậy thôi thầy đuổi chồng con về nha. Ông chồng nói, ông ba nó vậy, ba nó không cho nó tụng kinh. À, nó lập cái bàn thờ bên cạnh, bàn thờ hòa hảo, nó tụng kinh, ông không chịu. Mà nó nghe dĩa của thầy, ông cũng không chịu. Cái bữa nó ông chửi thầy, cái nói sư phụ ơi, ba con chửi sư phụ. Nói sư phụ mới nhắn lại nói là sư phụ không biết ba con không biết sư phụ, sư phụ không có lầm lỗi gì hết, ba con chửi cũng không sao. Cái nó gửi thôi, nói cảm ơn sư phụ đã rộng lượng, cái ba con chửi là vậy nè, mày nghe ông nội mày hả, không nghe tao. Rốt cuộc sư phụ nói đem ba con lên đi, không nghe lời sư phụ hả, ông đi mổ 70.000 cái lưng ổng đó, 70.000. Bây giờ ông muốn tốn 70 triệu chứ, 70 triệu cái lưng đó, hay là muốn không tốn tiền lên đi, nó ông bác sĩ ở Mỹ về trị phi đó,
Thế bữa bữa mười bữa hai mấy nè, cái đây ba bữa đó, ổng đi từ dưới ở Châu Đốc lên đi kiếm thầy thì bệnh cái lưng, hai cái chân ổng tê, chân tê hết, mông đít cũng tê, lưng đi thì đau, rồi bấm huyệt xong xuôi về, ngày hôm sau nói khỏe ghê luôn, không tốn tiền đâu, phải mất 70 triệu rồi. Thôi bởi vì là quan gia trái chủ có sanh bệnh tật, mà nhờ quan gia trái chủ mình bệnh quá mình mới nhớ tới mẹ mình, niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát, mình đau khổ đi không nổi, mình ngồi xuống là mình lết bằng mo bò bằng muỗng, mới kêu mẹ năn nỉ mẹ cứu giúp mình, phải không? Ai cũng vậy, còn đi sững sững ở đâu ai cầu mẹ ăn chi, phải không? Có bệnh mới đi kiếm mẹ chứ, còn mà đi sững sững có tiền rồi nhớ tới ai? Không nhớ tới ai đó, biết xài thôi, biết phá hoại phước đức vậy thôi chứ không biết tới ai hết trơn á. Rõ không? Là chúng ta phải biết tụng kinh ngồi xuống, chỉ thì là mình quên đi chú đi giải trừ bệnh tật nghiệp chướng của chính bản thân mình, mà chỉ có mình mới giải trừ được thôi, còn nếu không á đừng có hòng. Bản thân thầy chứng minh nè, sáng ra lại 108 lại, chiều 108 lại để hưởng công đức cho mẹ, cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ, ngày nào cũng làm có 3 tuần, mà trước đó thầy lại thăm mẹ thầy là 90 tuổi, mặt bà nhăn hết rồi, cổ bà nhăn luôn rồi. 3 tuần sau thì hồi hướng công đức quay lại, huynh đệ có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không? Mặt bà láng o, bóng đều bóng, mắt sáng quắc, cổ không còn một nếp nhăn. Mà thầy lại có 3 tuần thôi, mà người con chí tâm đảnh lễ sám hối, tội ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ đó, mà mẹ hưởng hết luôn. Nhớ bà là môn nữ trong Địa Tạng không? Thì có cúng dường công đức ngồi cầu nguyện thôi đó, mà bà đã sanh lên cõi thiên, trong khi đó mà thiệt ba la môn nữ còn không biết mẹ đã được siêu sanh đó. Huynh đệ thấy người con mà quỳ xuống lạy hồi hướng công đức cho mẹ mình, sám hối nghiệp chướng á, mẹ mình hưởng hết. Mà thầy còn biết rằng là mẹ thầy năm nay 91 rồi nè, bà rất là khỏe, bà đứng lên bà còn múa tay múa chân được, còn mạnh dạn, còn giỡn được, chứng tỏ là cái phước đức nhiều là do người con tu tập. Thầy còn biết rằng mẹ thầy ngủ giấc dậy sáng mai ngủm, thầy biết vậy luôn nữa. Thầy có nói với bà rồi, bà cứ ngủ ngon lành, bà chết đi rồi thầy đốt xác thầy dục xuống biển, hết chuyện khỏi cúng. Bà đi rồi mà cúng chi, thầy theo luật thầy làm á nè. Mà thầy không khóc luôn, thì mẹ đi vui vẻ mắc chứng gì mà phải khóc, luật mà, phải không? Thì đó, cái yên tâm đi, là ngẫm cái là khỏi kèn trống cái ồn lối xóm, xong rồi đốt dục xuống con biển hết khỏi cúng. Bà cũng thấy vui, thì nằm xuống ngẫm mà đâu có đau khổ đâu, phụ nhất sáng mai vậy rồi ngẫm rồi, thấy chưa? Mà người con tu là mẹ cha hưởng hết luôn, thì tại sao mình không tu chứ? Thầy không muốn huynh đệ tu phải giống thầy, thầy thiện chí, vì cái lý tưởng phụng sự nó lớn lắm, tu để phụng sự, còn tụi con không có đủ định lực, nghị lực, tâm huyết hay tình thương con không đủ lớn để phụng sự bá tánh chúng sanh, thì con chỉ tu làm sao có đủ phước báo, âm đức dương đức cho tròn đủ thì mình sẽ tiến hóa, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Thì ra sư phụ Trung Đạo muốn chia sẻ với huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay, tu tụng cho giỏi vô để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của chính bản thân mình thì trí tuệ mình mới phát triển được. Chúng ta hôm qua có ca cái bài đó, nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh, làm sao thoát khỏi lợi danh tiền tài lợi lộc bại thành khổ thân. Bài dễ thương quá ha. Hay nhất là khi chúng ta biết giúp đỡ người bên cạnh thì chư Phật sẽ ban phước báo, có vậy thôi. Luật quả báo rõ ràng lắm, không có mơ hồ. Thầy thấy chưa, quả báo rừng tức thì, nếu chúng ta làm bằng cái tâm an lành, hạnh phúc, vui vẻ, rộng lượng, không tính toán thì sự trở về là không tính toán. Nếu mình cho ra sự tính toán hạn hẹp thì trở về là sự hạn hẹp tính toán của vũ trụ. Suy nghĩ đi rồi tự làm ha. Làm vui vẻ có gì đâu, trời ơi, con có ngày mà cứ thảy ra đi, chuyện gì còn lại vô trở lại bình thường, mà không cần phải tính, không cần phải cầu, mọi cái có hết. Thầy có viết cái bài nhạc hạt giống của Như Lai, thầy biết con cố giữ tâm hồn cho tinh khiết, thấm nhuần sự minh triết thiêng liêng. Như Lai quyền lực vô biên, tâm từ ban rải không riêng một người, tâm từ ban rải không riêng một người, là các ngài cho chúng ta không tính toán, không phân biệt một ai cả. Rõ ràng như vậy, làm việc thiện thì tâm này có cao sanh chứng giám, lòng đại từ tỏa đám mây hương, cầu xin chư Phật mười phương độ người, trần thế biết thương con người. Rõ ràng làm phước không cần phải cầu báo,
làm phước cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Nhân huynh đệ muốn tiến hóa trong việc luyện đạo, học đạo, tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành bằng cả tâm tư trí tuệ đi, cứ làm đi, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ lo. Rõ không? Để giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng của mình, từng cá nhân chúng ta phải ngồi xuống để tự tụng cho mình một kinh, nhìn những ông già bà già bên cạnh, cầu xin đừng có già bệnh như vậy. Bởi vì các vị đó chính là ông thầy của mình. Thấy họ đi lụm khụm, đừng đi lụm khụm. Thấy họ vừa đi vừa rên, đừng bao giờ đi và rên. Cho nên mình phải giữ ngay từ lúc này, phải giữ cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm vững mạnh. Thân khỏe thì tâm mới an, thân bệnh thì tâm bất ổn. Rõ không? Bây giờ tụi con ngồi xuống tụng, đau đầu, nhức đầu, nhức tay, nhức chân nè, tụng được không? Đâu có được đâu. Lo âu, phải không? Khỏe mới tu được. Để phải giữ thân khỏe, tâm mới an, thân bệnh, tâm bất ổn. Rõ chưa? Thế ra mình muốn giải trừ bệnh tật và nghiệp chướng, nghĩ thiền làm lành, tụng kinh trì chú, cho mình một cơ hội ngồi xuống để cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc đất nước, luôn luôn ban rải lòng từ bi trong người bằng cái tâm bình đẳng, vô hữu cao hạ, không cao không thấp. Rõ chưa? Rõ không? Hiểu ý thầy không? Ở Di Đà Phật, cho nên mình đến đây như vậy, huynh đệ mình là anh em của mình, là con cái của Như Lai hết, tất cả là anh em hết, không ai. Bây giờ mình nhìn cái mặt mẹt nó khác nhau, mà cái ông trong này nè, cái mặt giống nhau y hệt. Ông này là không hình không tướng, không tên không tuổi, không cao không thấp, không mập không ốm, không dày không mỏng, không khôn không ngu. Ông đó mới là quan trọng. Còn cái ông này là bình thường, cái mặt mẹt cũng vậy thôi. Chúng ta có cái giống nhau cái chỗ là có hai cái lỗ tai, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng. Cái mũi nằm giữa mặt, đúng không? Chúng ta giống nhau là vậy. Nhưng mà cái ông bên trong này thật sự rất là giống, giống y hệt như nhau, là cái tánh thiêng liêng mà thế gian gọi là Phật tánh. Tánh thiêng liêng là ngự trị trong từng bản thể một, không khác biệt, không cao không thấp, không mập không ốm, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Thấy không? Cái tánh này chúng ta cần phải biểu lộ cho ba tánh chúng sanh. Nếu biểu lộ được tánh này rồi thì chúng ta thương mọi người giống nhau lắm, ai cũng dễ thương cả. Vì nhìn Phật tánh chứ không phải nhìn cái mặt. Bây giờ mình nhìn Phật tánh huynh đệ, Phật tánh ngự trị trong từng hình thể, trong từng sự vật. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh ngự trị trong nó rồi. Thế chúng ta tập nhìn Phật tánh giống như Thường Bất Khinh Bồ Tát vậy đó. Nhìn ai cũng thấy thành Phật hết. Con mắt trung đạo cũng vậy, huynh đệ đều thấy Phật. Bởi vì Phật ngự trị trong huynh đệ mà trung đạo nhìn thấy được, huynh đệ không thấy, chuyện đó của huynh đệ. Nhưng mà bây giờ mình tập nhìn để thấy, để chấp nhận sự thật là Phật tánh ngự trị trong từng bản thể. Và chúng ta đối xử với nhau bằng tánh thiêng liêng đó, đối xử bằng Phật tánh, dùng Phật tánh của mình để đối xử Phật tánh của huynh đệ thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu dùng cái hình thể này mà đối xử với hình thể thì có sự phân biệt đẹp xấu, sang giàu. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Muốn tiến hóa trong việc tu học để giải trừ nghiệp chướng và bệnh tật của chính bản thân mình, chúng ta phải cho bản thân mình một cơ hội ngồi xuống để tụng kinh niệm Phật. Nếu làm việc thiện lành được thì đừng bao giờ từ chối như Thiền Ngọc này. Cứ làm được là cứ làm, chuyện còn lại chư Phật và lực nhân quả sẽ xử. Nếu hiểu lực rồi thì còn gì ngần ngại, phải không? Đúng không? Thầy viết cái bài nhạc thầy làm á, đã bao lâu rồi sống trong luân hồi, còn bao lâu nữa mới biết tu thân. Pháp thân vẫn chờ chúng ta quay về về trong pháp giới để thôi luân hồi. Thấy chưa? Mình biết luật rồi sống thoải mái. Bây giờ huynh đệ có thể ngồi thiền, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, nhưng mà cố gắng làm sao để phát triển cái tâm từ bi mới là quan trọng. Tâm từ bi, nhìn mọi người yêu thương giống như mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ấy. Từ nhãn thị chúng sanh, nhìn huynh đệ bá tánh bằng con mắt từ bi bác ái, phước tụ hải vô lượng. Đó, phước tụ hải vô lượng là phước vô tận. Còn nếu mình nhìn cặp mắt mà gùm mà rình rập là thôi xong rồi, tu ngàn năm cũng thế thôi. Hiểu không? Tu 20 năm mà tâm từ bi vẫn còn nhỏ từng giọt thì thôi sao sống được với Phật? Phật chính là đại từ bi. Nếu mình có cái tâm đại từ bi thì mình ai chư Phật đã biết rồi. Mà ngộ lắm, khi có tâm từ bi rồi, cái lòng mà kiên nhẫn của mình chịu đựng kinh khủng lắm. Trung đạo chịu đựng rất nhiều mấy đứa này nè, chịu đựng nó ghê lắm, khỉ rồi đó.
một chút xíu nó nhăn nhăn mình cũng phải lo, rồi nó gây lộn mình cũng lo, rồi nó ganh tị mình cũng, nói chung là mỗi thứ mỗi lo cho nó mà. Chư Phật cũng vậy à, mấy ông lo nó lọt vô vòng vô minh rồi khó xử, mà nó vô minh rồi nó cãi hoài, nó đâu có chịu ngừng đâu. À, cái đầu nó vô minh, cái miệng nó lải nhải, miệng lải nhải tay chân làm tầm bậy tầm bạ, lọt xuống địa ngục. Mà cho nó không hiểu là sẽ lọt xuống địa ngục. Giờ quý đệ hiểu rồi, làm cách nào để giải trừ bệnh tật và hoán chuyển nghiệp lực rồi phải không? Ngồi xuống tụng kinh trì chú, nghĩ thiện làm lành, tu cho thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, quan gia trái chủ tiêu trừ. Khi chúng ta gặp những chuyện xui, người này người kia nói xấu mình hay gì là điều là quan gia trái chủ cả. Cho nên mình niệm vãng sanh cho nhiều vô để người đó không còn ghét mình nữa. Trung đạo hướng dẫn vấn đề cách làm. Ví dụ mình đi vô cái chỗ làm đó, người đó ghét mình quá, mình cứ gặp mặt họ mình vẫn chuyện bình thường. Nhưng mà niệm vãng sanh cho nhiều vô để giải sự ân oán trong tiền kiếp của mình với họ. Tuy nhiên họ không ghét mình nữa. Cứ làm thử trong vòng tháng sau sẽ biết được cái kết quả tốt như vậy. 100 người thầy gặp trung đạo chỉ có 1-2 đứa không ưa, là lý do là thì nó không bằng mình, nó không ưa thôi. Đúng là nó không xấu bằng mình cho nên nó tức. Thực sự không có gì ghét mình được, tại vì mình rất là dễ chịu, gặp ai cũng vui hết á. Mình không có tị hiềm, không có ganh tị. Cần gì phải ganh tị, đời mình có đủ rồi, ganh tị gì, phải không? Tay chân mắt mũi đầy đủ là đầy đủ quá rồi, còn muốn gì nữa? Bộ sinh đẻ ra một hoàn hảo dễ sao? Sự hoàn hảo sẵn có. Vì hoàn hảo sẵn có cho nên không bệnh tật. Chúng ta sống tầm bậy tầm bạ quá cho nên sanh bệnh tật là khiếm khuyết. Vì khiếm khuyết trong tâm linh cho nên thân thể bệnh tật. Muốn tâm linh tròn đủ khỏe mạnh thì sẽ không bệnh tật. Muốn thân thể không bệnh tật thì phải trau dồi đời sống tâm linh, đạo đức, đạo hạnh của mình, thì chắc chắn bệnh tật sẽ không có tồn tại trong đời sống của mình. Lúc đó mình mới có nhiều cơ hội học đạo tinh tấn và tiến hóa con đường trở về cha mẹ Như Lai của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và phần còn lại là tụi con hỏi nha. Hỏi đi con. Phật. Dạ hỏi đi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Con thiện chí thì đi tu hành, có một nhiều vấn đề mà từ nhỏ tới lớn đi tu gặp nhiều chướng ngại. Thì bước đường tu thì có khi mà bị té cũng đứng dậy mà tập tu. Thì con có một câu hỏi nhỏ như như trong lời của Phật nói là khăn người là đất cát, gió lửa hợp hành là bốn đại. Đó là khăn người chúng ta là giả, không có thật. Nhưng mà đi tu thì có những người lại quan tâm tới hình sắc và khởi sắc. Nếu người nam đó là một thanh niên đẹp trai, tuấn tú thì được Phật tử ái mộ, dù tu hành không bao nhiêu cũng được người ta quan tâm. Còn những người mà xấu trai lại là nghèo hèn, không có địa vị trong xã hội, không có những vị người mà nâng đỡ thì lại bị coi thường và bị chê bai, thậm chí còn bị phá những cuộc đời tu của họ. Cho nên trong bước đường tu thì con gặp rất là nhiều. Cho nên bây giờ con đã thật sự thì con cũng gắng nỗ lực tu hành, con xa lánh tất cả, có thể là con trốn những vị đó thì con chuyên tu, con không dám rằn rủi. Nhưng mà chúng ta thì là người Phật tử có thể mà mở rộng vòng tay nhìn những người nghèo trên xã hội, người ta có thể tu mà người ta không cần gì hết, thì Phật tử nên dòm ngó lại những người nghèo kém phước, người ta không đủ phương tiện thì nên quan tâm tới người đó. Chứ có nhiều nơi thì đang dư giả các chùa tới mấy trăm tỷ, tới hàng ngàn tỷ thì lại Phật tử lại quan tâm nhiều, mà còn lại là nâng đỡ giúp đỡ cho những chỗ đó. Còn những nơi mà ở chầu tranh gách lá thì lại là chơi bai, nó là kém phước tu hành. Nhưng thật sự những nơi mà con ở trên núi rừng con chuyên tu á, thì mấy vị chuyên tu ở nhà tranh gách lá, nhưng người ta cũng không cần sự cúng dường quan tâm đó. Nhưng mà
họ rất là vui, nhưng mà Phật tử thì luôn 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 nghĩ là những gì đó không có tu hành tinh tấn cho nên kém phước, không cúng cúng dường. Nhưng thật sự những vị đó người ta cúng dường, quý Phật tử quỳ lại dài người ta cũng không nhận luôn á, chứ đừng nói mà kém phước hay không kém phước. Cho nên Phật tử phải có một cái nhận định sâu sắc hơn, nhìn đâu ra đó, có tuy là cúng dường vô ý khí nhưng mà mình phải quan tâm chỗ nào cho đúng mục đích, có mục tiêu rõ ràng, chứ mình làm việc mà mình làm hoặc không có suy nghĩ thì có đôi lúc mình đem tiền mình dụng xuống bãi đá, không có đám ruộng nào phì nhiêu mà bỏ xuống hạt lúa lên. Cho nên con xin hỏi sư phụ và nâng đỡ trên đường tu của con. Thì con xin kể từ nhỏ luôn cho sư phụ nghe. Thì lúc nhỏ con 13, 14 tuổi, con đi tu hành bên Phật giáo là con bị bệnh. Thì xưa thì con đang học lớp 8 rất là giỏi, cho nên con ở nhà con thì cắt rất là cực, vừa chăn bò, vừa cắt cỏ, vừa làm tất cả việc nhà. Buổi sáng đi học xong buổi chiều sẽ làm hết. Xong con học quá con cũng bị coi phim tài hy, thì con mới quấn cái mền lên con làm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi con làm Quan Âm Bồ Tát xong thì một đêm đó con cà giật cà tưng luôn. Con tụng kinh, con không biết tụng kinh như thế nào, nhưng mà trong đầu con lúc nào có Nam Mô Khiên Khủ Khiên Nhãn Vô Ngại Đề Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Hết Ra Đức Năng Đa Đa Đề Gia Nam Mô Ghi Gia Bồ Lô Ký Đế Hết Ra Đa Gia. Con làm riết vậy á. Cái sáng con đi học bài Đạo Đức, thì Đạo Đức đó là bài Đạo Đức á, cô giáo kêu Quỳnh Quy Phú lên tả bài. Cái Nam Mô, con lên con đứng trên lớp Nam Mô Đại Bi Hội Khẩn Phật Phật Tát Khiên Khủ Khiên Nhãn Vô Ngại Đề Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Sa Đức Na Đa Đa Dạ Dạ Nam Mô. Làm một dọc luôn. Cái bà cô giáo đó bà bắt phạt con, mới nói cái thằng Quy Phú đó năm nào mà sao nó điên khùng quá, nó đọc cái bài gì mà hắt ra đá vô, nó đá trong lớp chất văn ra ngoài hết. Cái cô giáo mới phạt con là quỳ gối trên, lúc đó con học lớp 8 mà không có quỳ gối, nhưng mà đứng trên lớp. Mà sau khi cái đêm đó là sư phụ biết không, con á buổi sáng con đi học mà đôi dép con hai đôi dép Lào, một đôi dép màu đỏ, một đôi dép màu vàng. Mà khi mà con mang á thì sáng con đã sắp hai đôi mang cho nó đúng rồi, nhưng mà khi con mang á thì nó để một chiếc đỏ chiếc vàng bắt con mang. Mà con mang lên lớp á lại nó không nhắm mắt, nó bịt mắt lại không cho con thấy đường. Đi lên lớp mà tụi bạn con nó cho hồi ở cái hàng Nguyễn Phú nó điên khùng quá trời, nó đi học coi. Em bắt đầu con xong rồi con lên con thả bài xong con xỉu lên lớp luôn, bạn con mới đưa con về. Đưa về từ đó là con bệnh cà tưng cà giật á. Thì lúc đó con á con mới đi vô chùa mà ba con là cách mạng không có tin ba cái vụ đó. Ba con mới đưa vô bệnh viện tâm thần. Con nằm ghế nó chích con từ ba mấy ký mà chích ghế 50 kg, con mập thù lù luôn. Mà ngộ lắm, con vô á con nằm ở trong bệnh viện á thì con biết ba má con hết, mà nó không cho nói. Mỗi lần con nói á, con vừa gặn lên tiếng ba cái mỏ con méo quá à. Con vừa gặn tiếng mẹ cái mỏ con méo là. Mà con nói con 14 tuổi thì nó giật là nó nói con 1 tuổi. Rồi con mới bệnh vậy rồi con nó không cho con nói luôn. Bắt đầu con á, cái Nam Mô Di Đà Phật trong bụng con vậy cái. Mà bài học đó nó xóa mờ hết trí nhớ con học. Con đang học giỏi mà làm con quên hết, con không cho con là con không biết cái gì luôn. Thì lúc đó đầu óc con rảnh rang, con có niệm Phật mà đầu ban đêm là con sống như sống tinh mây vậy. Con đi chỗ này chỗ kia chơi mà con ở là con thấy thoải mái, mà là con không có nghĩ gì hết, vô tư lắm. Nhiều khi con ngồi trên xe Honda ba con chở mà con tính là đi trên có trời vậy. Nó nhẹ nhàng nó bị lăn vậy. Con không có nghĩ gì hết. Là bắt đầu thì sau khi ba con á mới đưa vô bệnh viện biết rồi, con mới nói thôi giờ ba đừng đưa con nữa, ba cho con đi chùa. Và đi chùa hồi bất đắc con mới đi chùa bên Linh Căn. Thì bên Linh Căn á thì họ mới tụng kinh bên đạo mẫu á sư phụ. Thì con tụng kinh bên đạo mẫu thì con học một thời gian con thuộc. Thì sau khi đi lúc đó 14 tuổi thì con mới làm
vừa bệnh mà vừa đủ thứ công việc nhà, cho nên con làm rồi con mới điên điên cũng không có mới mở ra đi công việc buôn bán. Thì khi con đi bán á, thì con không biết tính tiền à. Tiền con chỉ họ chỉ đưa nhiều đưa, cái con bán đổ bán lỗ bán háo á, trong vòng một tuần lễ con sạc vốn. Cái một tuần sau cái tự nhiên con bán con không minh lại, không minh cái không minh và đột xuất cái con mua đồ nhiều con bán từ từ con không lên. Không lên cái từ từ cái bắt đầu con làm gì làm quá trời làm từ đó. Thì con mới tuổi 19 tuổi con chắc một cái nhà lớn là khai gì mấy cây vàng, lúc đó con mua đất lúc đó thì con mới giàu mà con không mua, con cắt cái am ngay chỗ đây luôn. 19 tuổi con cắt. Sau khi 19 tuổi con cắt á, tới 20 tuổi con ta mắc nợ mấy cây vàng nữa, con ta nợ làm đầu đầu óc một tối làm tới 2 giờ đêm không. Cái ông thầy mấy thầy kêu làm tu tại nhà không ai dạy á, thì không bao giờ hành Phật á. Dụ con kiết, dụ kiết là đi vô chùa tu. Vô chùa tu á, cái xong cái hồi xưa á, là con có cái nhân quả là sư phụ con á là khó tánh lắm. Con đi vô mua tàu cao ông đó, hai vị con mua 1.000 chục, ông bán tới 1.500 chục mà ông điếm đó, điếm là nhỏ lớn dùng bán sức rẻ khác. Thì con mới nói nè bố, tôi có đi xuất gia, tôi không dám chùa vô chùa ông tôi xuất gia đâu. Mà sau khi mà con đi xuất gia lại con á bị nhân quả dướng vô ông đó, là con đi xuất gia chùa Bửu Nghiêm, nhưng mà Bửu Nghiêm thì chú tu thiền không có xuất gia. Tôi bắt con về chùa Tịnh Độ, thì về trên Tịnh Độ thì gặp một vị đó xuất gia để đầu cho con. Mà vị đó là hồi xưa là con nói con mà vô đây xuất gia thì con gặp ông này con đã chán rồi. Mua người ta có 1.000 chục, ông bán 1.500 mà ông bắt đến nhà nhỏ lớn bắt đến hết trơn, con dựng làm lỗ, con dám vô chung vô. Mà khi con ghét nghe nhân nào thì quả trao quả đó, trời trao quả đó, thì con vô ngày xuất gia con phải về đó xuất gia. Xuất gia xong thì sư phụ con nói là không nhận ở đây, cạo đầu sao đi tu về chùa Bốn Nghiêm tu. Nhưng mà về chùa Bốn Nghiêm á, thì chùa Bốn Nghiêm đó ở đây tu thiền không được đi học. Mà sau khi con đi học tuần cơ bản á, thì ở trên Phật giáo Bình Dương á bắt đi học là không được ở chùa Bốn Nghiêm, mà ở chùa Hội Thánh á, thì phải có người gửi gắm. Cho nên ở đó đi học con bị đủ khứ chuyện hết. Cảm ơn con mới bỏ về ở chùa Bửu Nghiêm, con về núi tu luôn. Về núi con mua một mẫu đất. Sau khi con ở một mẫu đất đó thì con tiền bà con bị đứa bạn nó dụ lên, hai đứa là dụ lên mua một mẫu đất. Nhưng mà đứa bạn ở một tháng sau là hai đứa hùng nhau, đứa có 40.000 à, mà sống tới mấy tháng, sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều nhịn đói, mà đi xe đạp từ đây ra về núi Bồng Lai. Nhưng mà sống xong 2 tháng thì bạn con đã bỏ đi khắc thực. Và bạn nói đi khắc thực, con mới nói bao nhiêu đồ đạc mà bạn mua, giờ tôi tính tiền hết. Thì sau tính tiền con mới về nhà, con mượn gia đình trả hết. Trả hết xong rồi con ở đó con tu, thì bạn con đã hoàn tục. Thì sau khi con tu ở nhà lá, ở trên núi một mẫu đất mà gai gốc không, con mới phát gai hết, con cắt một mẫu chuối, trồng một mẫu chuối trên đó. Rồi cắt một cái nhà mà hồi đó nhà lá, con mới in gạch mà phi 2 giờ phi là đất núi mà đá không à. Phi con mới lấy cái cúp ra con đào đất tới sáng á, thì đào được một đống đất lớn. Thì con cũng mới mượn cái khuôn in gạch người ta, con in được mười mấy ngàn cục gạch. Thì mười mấy ngàn cục gạch đó con kêu khẩn hồ xây và cát, thì con bơi lên từ dưới chân núi con bơi lên. Con cắt cái nhà mới đầu thì con đi được, con cao được 1.5 m. Sau khi con cắt nhà con còn có 1.2 m. Con lùng, con không xuống, con đau lưng, con không xuống tới 6 tháng trời con không dám về nhà. Tại con đi con không, còn không đó. Ra con mới không, dạ. Thôi bây giờ thời gian xin cho phép nói nhiều chú, sẵn nói đó luôn. Dạ. À, sao mà con cũng không có tiền uống thuốc nữa. Ở đó một tháng con sống có 10.000 mà. Con mới đi vô tiệm thuốc nam của chùa hút thuốc. Hút thuốc thì con xin nhà chùa cho con hút thuốc khí không có tiền. Thì con hút con uống ghét con hết. Hết xong mà con mới bò lết con về nhà. Dạ, mới cao lên hết gửi. À, con bò lết về nhà mà hồi đó có 10.000 đồng á, mà đi xe từ và giờ Vũng Tàu mà về đây có 10.000 mà con còn không có, con đi xe đạp về đây. Mà đi về, mỗi lần mà con về mấy năm trời con đi xe đạp không á. Mà vừa qua con có một sự thử khách là
Con đi xem đa giác quan á, cái con đi lại chị con đi xem đa lại chị con hết xăng. Cái con mượn xe đạp lên đường con đổ 1 lít xăng. Lên đường con cầm cái bình mà lên đường từ ở đây mà dài xa lắm mấy có mấy cây số nó mới có chỗ bán xăng. Con đậu nó bảo hiểm mà con đi xe đạp giống y mấy ông bệnh viện tâm thần thả ra. Mà con xong mà con đi xe đạp mà con sao con mệt mỏi còn hơn là con đi làm nữa. Mà hồi đó con đi cả 100 cây số con không mệt. Mà giờ con đi lại khử thôi là con thấy vấn đề trẻ hồi đó con thiệt. Con điên khùng mà con làm nhiều cái phi phường á. Nhưng mà trước khi mà con đi về núi á thì có bên đạo Linh Căn á có một mẫu tám á nói là con á, con bỏ mẹ con ra đi thì đời con không làm được cái gì hết. Con sẽ khổ, con sẽ bị đài. Người ta đi tu á thì người ta ở trong chùa, người ta có sự nâng đỡ thì đủ thứ á, có mọi mặt bên quý thầy lo. Còn con bên Linh Căn không bao giờ ai đổ cho con và con sẽ bị phạt. Bị phạt không bao giờ con ngóc đầu lên đâu. Mà con đi vô chùa thì quý thầy không cho con tụng kinh bên đạo mẫu. Cho nên á, mười mấy năm nay thì con tụng kinh bên Phật không, cho nên con bỏ mẫu luôn. Thì con làm việc gì cũng không thành công hết. Tất cả cái tiền mà con làm á thì nó thật sự nó vô lai gai thôi. Chứ không phải mà vô cái ào ạt được. Cho nên chắc chiêu dữ lắm mới được. Ăn hà tiện dữ lắm mới được. Còn không ấy là nhiều khi nó bệnh đau, nó đổ ra còn hơn nữa. Hoặc việc gì nữa. Cho nên con nó thật sự cái am để con làm đây thì từ sáng con làm cái tới trưa, trưa con làm cái tới chiều, chiều làm cái tới 2 giờ đêm. Con bỏ ra mười mấy năm không công phu như quý thầy được. Cho nên đạo lực con có thể kém mà về học vấn con cũng hơi kém. Cho nên cái phước của con nó thật sự hô hấp bạn bè nhiều. Cho nên bây giờ con nó thật sự muốn lập viện lớn con cũng không muốn nữa. Con làm được cái gì hay nấy chứ con, nếu mà con viện lớn con không có tiền thì con lo âu. Thôi thì phước duyên tới đâu con làm tới đó. Thì hôm nay thì sẵn cơ duyên ở đây con cũng không báo với Phật tử thì sư phụ nếu sư phụ thương thì tông chú sư phụ nguyện cho đạo tràng chúng con thì đầu tháng sau vào ngày chủ nhật hay chủ nhật buổi chiều 1:30 thì con sẽ cho Phật tử lại tu buổi chiều để mỗi chiều chủ nhật nhóm lại Phật tử lập nguyện tu theo sư pháp của sư phụ để cho có cái đạo lực và có cái những cái phước mà Long Khê Khánh chúng gia hộ cho đạo tràng chúng con. Còn riêng ở đây thì con ban đêm thì đêm nào nhóm con cũng tụng kinh đều đặn không có bỏ. Thì khởi công phu của con thì suốt thì lịch trình của con riêng nhưng mà cho Phật tử là ngày chủ nhật mỗi buổi chiều chủ nhật ngày nào giảng pháp thì không có tụng kinh, còn ngày nào không có giảng pháp thì cho hai Phật tử đến đây tu theo pháp của thầy là pháp tụng kinh Đại Bi Ngũ Chú và kinh Di Đà và niệm Phật ngồi thiền trong 2 tiếng. Thì sư phụ nhắc nhở dùm cho đạo tràng chúng con và sắp tấn cho đạo tràng chúng con tinh tấn tu hành để có đạo lực như sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của thiện chí đã cho huynh đệ biết cái sự khó khăn trong việc tu học của thiện chí. Thực sự trung đạo nghe cũng rất là cảm khái cái con đường tu của thiện chí rất là gian nan. Thực sự sư phụ không có gian nan như thiện chí đâu. Sư phụ thiện chí đi chung sư phụ biết là đó, sư phụ làm mấy cái đại lễ và thiện chí phước đức được ngồi chung được hầu đàn là cả cái phước khiến cho thiện chí đi chung. Chứ thực sự muốn đi hầu đàn sư phụ là cả một vấn đề, không phải ngồi hầu đàn sư phụ là dễ. Nhưng mà khiến cái phước khi thiện chí tụng Đại Bi nhiều rồi á thì tự nhiên phước báo nó sẽ nảy nở, những cái cơ cực của quá khứ sẽ biến mất. Đồng thời mình chí tâm chí cốt mình trì tụng Đại Bi đó thì mình sẽ được chư thiên long phần long thần hộ pháp gia hộ cho mình. Muốn phát triển cái đạo tràng để cho huynh đệ về tu á là cái người trụ trì hoặc là chủ sử là phải ngồi xuống tu tụng rất là nhiều để tạo âm đức phước đức cao dày thì huynh đệ sẽ về tu tập trung. Đồng thời như thầy Thiện Chí có nói đó, người tu đã không đẹp trai rồi mà đã lùn nữa, lùn có thước rưỡi mà khiêng riết còn thước hai là nó xấu cỡ nào, làm sao mà huynh đệ dám tới tu chung phải không? Ông tu riết ông lùn sủng à. Bởi vậy thì nó khổ mà lại bệnh nữa chứ, đủ loại bệnh đó, thì ông rất là gian nan. Chính vì cái chỗ mà chân thật của ổng cho nên trung đạo mới chấp nhận lên đây. Mỗi lần ổng hỏi trung đạo lên liền để cho huynh đệ này không cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ hiểu không?
cỡ nào cũng chạy lên đó, bỏ chỗ khác chạy lên để cho thầy Thiện Chí còn có một người bạn. Rõ ràng huynh đệ biết rồi, trung đạo lại gần thầy Thiện Chí không phải mục đích gì khác ngoài để cho thầy Thiện Chí có cơ hội tiến hóa với mình, tu học chung với mình để chia sẻ phước báo. Trung đạo nói thẳng với quý vị đạo, phước báo rất là nhiều, nhiều vô cùng tận. Ở bên Mỹ cũng vậy, đi tới đâu đều được cung phụng, đều được giúp đỡ, đều được trang trải đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Nhưng mà trung đạo từ chối rất là nhiều thứ, không có thích. Thậm chí cái gì làm được cho ta cứ làm, không chờ người ta làm cho mình. Nói thẳng luôn, Thiện Chí mới đi dự cái buổi ca nhạc của thầy hôm qua đó. Thầy có hứa là thầy cúng dường Thiện Chí 20 triệu để khi bắt đầu khởi công xây cái thất, cái gì đó. Trung đạo cúng dường 20 triệu, nếu mà khi mà thầy đi Mỹ về rồi mà mình có làm một chương trình nào nữa đó, thì trung đạo sẽ cúng thêm cho thầy Thiện Chí thì có đủ cái phương tiện để mà xây cái đạo tràng lớn hơn chút xíu để cho huynh đệ về tu tập. Huynh đệ như thầy Thiện Chí có nói á, thiếu phương tiện, nghèo nàn, không đẹp trai á, thì người ta sẽ bỏ rơi hoặc là khinh bỉ, là ít học. Đó là một cái điều mặc cảm lớn nhất của vị tu mà không có huynh đệ bên cạnh. Trên trung đạo sẽ đi bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào ông đi được mình vững vàng và có huynh đệ đạo hữu rồi, là tự động trung đạo sẽ rút lui để cho ông tự lo tự xử. Trung đạo sẽ bên cạnh thầy Thiện Chí đến khi nào đã có đầy đủ phương tiện hết là trung đạo tự động biến mất, huynh đệ mình sẽ tự lo. Thầy cũng mong rằng huynh đệ có mặt trong ngày hôm nay á, đừng có bỏ thầy Thiện Chí, bởi Thiện Chí rất là cần bạn hữu, cần người bạn, người tu hành chung với mình. Huynh đệ mà kéo 5-7 lên cái chùa mà nó có sẵn phước đức rồi, chưa chắc cái chùa đó tu nhiều. Chẳng qua chúng ta vì thị hiếu, thấy đông quá chạy theo thôi, còn lên chưa chắc là tu được đó. Hiểu không? Thật ra chúng ta mục đích chính là mình tu để tiến hóa. Nhưng trung đạo khuyên huynh đệ nên về đây tu chung để chúng ta tiến hóa với nhau. Thầy Thiện Chí có tấm lòng thôi, huynh đệ nên cho tấm lòng. Thầy mới đạo, trung đạo mới nói chúng ta cho nhau tấm lòng bằng sự bình đẳng, không phân biệt kỳ thị. Thật ra chúng ta đều có phước với nhau, nên giúp đỡ cái nơi nghèo nàn phát triển. Nên như vậy để tạo cho huynh đệ có phương tiện tu học. Đừng vì cái chỗ nhỏ nhắn nghèo nàn chạy chỗ khác, chưa chắc mình đã tiến hóa. Đạo hành mình không có, nếu mình có cái tâm đó là đạo hành mình tự động mất à. Bởi vì mình bỏ nghèo lấy giàu, bỏ nhỏ lấy to, cái tâm phân biệt và kỳ thị của mình lớn quá thì đạo hạnh mình cũng chẳng có. Rõ không? Nếu mà anh Thiện Chí này là đâu có gì cho sư phụ, phải không? Nếu mà nói về vật chất đi, dù tại sao phải đi theo ổng, theo cái tấm lòng chân thật của ổng, ổng rất là chất phác, ổng có gì ổng nói cái đó. Ổng hay cái chỗ là 200 triệu, ổng biến quá làm sao nó teo lại còn mấy chục triệu mới là hay. Ổng có phép mà. Ổng làm cho tiền nó khô lại, nó ít đi. Ông rất là chất phát vì cái chỗ đó mà trung đạo bên cạnh để mà có thể tương trợ huynh đệ của mình. Mới gặp lần đầu tiên ông nói mấy câu là trung đạo đã biết đây là cái vị mà rất là khổ cực trong đạo pháp. Trung đạo thực sự đơn thân độc mã ở Mỹ nhiều năm nhưng mà không ai dám ăn hiếp. Nói thẳng, nhìn cái mặt là thấy gớm rồi sao dám ăn hiếp. Mà miệng nói là tay làm đó. Thì thứ nhất, sống ở Mỹ không để cho người Mỹ kỳ thị dân tộc Việt Nam. Nhỏ con thì chứ đụng vô là có chuyện lớn đó. Đụng vô là bự con cỡ nào cũng phải nằm giấy đạch. Dữ lắm luôn á. Thì đi để mình có cái tinh thần dân tộc lớn, thành ra nó không dám ăn hiếp mình. Còn mấy thầy khác mà tù 5 tù 7 gặp trung đạo là không dám mở mồm nói tầm bậy rồi. Bởi biết cái tánh trung đạo là miệng nói là chân đá đó. Không có sợ là cái người mà ỷ đông hiếp yếu đâu, không có. Còn thầy Thiện Chí thì bệnh tật rồi, không đủ trí tuệ để đối phó với những người xung quanh. Họ sừng sỏ quá cho nên họ làm cho ông này không ngóc đầu được. Trung đạo không bao giờ tha thứ được những người nào mà dám có cái tư tưởng đến gần trung đạo, là giết chết người đó phải chịu trách nhiệm về cái tội đó. Trung đạo không có gọi là huynh hoang tự đắc, nhưng mà những vị đó có tư tưởng đến trung đạo là ngay từ khi ngồi xuống gặp trung đạo là tư tưởng nó biến mất rồi, không bao giờ tồn tại, muốn mở miệng nó bậy cũng không dám luôn nữa. Bởi vì cặp mắt của trung đạo là các ngài đã cho để làm việc chứ không phải để mà vớ vẩn. Khi trung đạo chú tâm nhìn rồi á, nó phải cúi đầu thôi chứ không dám ngẩng đầu lên á, nó thẳng vậy luôn á. Rõ không? Mà thầy Thiện Chí là ông quá ư là khổ, nghèo nàn mà không có học, thành ra người ta bu lại, người ta ăn hiếp ổng thôi. Còn người ta nhìn mặt trung đạo đi, quân đệ dám ăn hiếp không? Mà nó còn thấy gớm mà đừng nói. Cái mặt này đẻ ra, sanh ra để mà hù ma mà. Mà sống mà chết hù hết. Thật sự trong bụng nhát đấy mà có nội. Mình học đạo, mình theo chư Phật, không có ai hà hiếp mình được.
Nếu mà mình tu đúng á, chư thiên chư Phật bên cạnh mình rất là đông. Một đứa nói bậy thôi, thằng đó về nhà chịu trách nhiệm đó. Một đứa nói hỗn thôi là đang là một tháng có 200-300 triệu vô đó, chỉ nói bậy 2-3 lần thôi đó, một năm sau là từ căn nhà 9 tỷ á, đi vô nhà trọ ở luôn, mất luôn căn nhà, mất luôn một tháng 200-mấy chục triệu, bây giờ tan gia bại sản. Đó, cái tội hỗn láo với thầy đó. Ghê chưa? Hả, mình tu đúng rồi á, bên cạnh mình rất nhiều là Long Thiên hộ pháp. Trung đạo đi tới đâu các ngài để thôi đó, để giúp trung đạo hành pháp, hoằng pháp. Cho nên nếu mà thầy Thiện Chí cố tâm mà tu giống như vậy đó, thì các chắn các ngài sẽ gia hộ cho Thiện Chí. Một ngày đó cái này sẽ mở lớn hơn, quân đệ tới đông hơn tu với ổng. Ông phải biết như vậy, cho nên ông phải ngồi xuống năng nổ nhiều hơn. Và coi cái ngày hôm qua của mình phải bỏ đi, không được nhắc lại. Ông rất là buồn khổ nên ông nhắc những cái cũ hoài, thành ra ông không tiến quá. Bây giờ ông quên, quên rằng khi mình nghĩ tới cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ lãng phí hiện tại, làm chậm trễ tương lai. Có rõ không? Khi chúng ta ôm ấp cái quá khứ quá nhiều thì mình sẽ làm lãng phí ở hiện tại và chậm trễ cái tương lai. Cho nên người tu ăn cơm buông đũa là ngày hôm qua biến mất. Hiện tại tất cả là trước con mắt hết. Chúng ta giải quyết sự việc. Trung đạo mở mắt ra là ngày hôm nay mới tin. Ngày 28 Tết dọn cây cái chuẩn bị ăn Tết. Hôm 19 đệ tử nó bưng đồ ăn tới cho mình. Nói, ủa bưng tới chi đây vậy con? Đấy, mai sư phụ ăn Tết chứ lấy gì ăn đó. Ủa mai Tết rồi hả? Mà mình mới dọn cây ngày hôm qua, nay quên cha nó rồi. Nó bưng đoạn tới mới biết là ngày mai ăn Tết. Trung đạo cũng nhắn nhủ huynh đệ cố gắng tu với nhau là tu bằng tâm linh thôi. Đến đây bỏ tấm lòng ra là đủ, nhớ không? Cái tấm lòng thôi. Thầy Thiện Chí cũng đâu có đòi hỏi với huynh đệ đâu, đúng không? Chúng ta tới đây để phụ một tay, cùng tu với nhau, để cho cái thanh điển, cái thanh khí, cái năng lượng của chư Phật tề tụ gì đâu rất là nhiều. Mạnh mẽ thì chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho huynh đệ tiến hóa. Mà nơi nào càng đông càng ồn á thì càng tệ. Không bao giờ có thanh điển thanh khí, chỉ có tiền bạc vật chất và danh lợi hảo huyền thôi. Phải rõ như vậy. Đây là thời mạt pháp, cho nên thầy Thiện Chí cũng không có trách gì được. Đây là thời tận cùng của Phật pháp, cho nên ma quỷ rất là đông. Quỷ vương mượn hình tướng con cái của Như Lai để phá hủy chánh pháp của ngài, cho nên tất cả bây giờ đều là giả. Giả tạm ăn mặc vô để giả tạm không có tu. Cho nên hình tướng làm cho bá tánh chúng sanh mê muội mù quáng, lao đầu vào để cùng tạo tác nghiệp quả, nó gọi là cộng nghiệp. Hiểu biết như vậy cho nên trung đạo không hề mở miệng than quán quán trách, không bao giờ nói một câu nào, coi là chuyện bình thường. Cứ lo phần sự của mình là tu rồi hoằn hóa lợi sanh, có vậy thôi. Cho nên trung đạo mong rằng huynh đệ giúp cho thầy Thiện Chí có cơ hội phát triển tâm lực, đạo lực, hạnh lực và trí lực mà mạnh mẽ hơn, để đủ duyên, đủ phước, đủ đạo hạnh, đạo đức để dìu dắt huynh đệ Phật tử bá tánh ở vùng này. Rõ không? Nhớ không? Bây giờ là Phật mong rằng huynh đệ cho thầy Thiện Chí, giúp thầy có cơ hội phát triển. Đó làm phước đó. Không lẽ thầy đi năn nỉ giùm ổng? Ổng thì thật thà quá đi, không có gì ổng nói đó. Rõ chưa? Đó, thực sự lúc đó mình mới biểu lộ cái tánh Bồ Tát bình đẳng đó. Mình thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Từ nhãn thị chúng sanh, thầy Thiện Chí với trung đạo cũng là một chúng sanh mà bá tánh mà. Có phải vậy không? Bá tánh mặc bộ đồ khác kiểu, tóc các cái tóc khác kiểu thôi. Chứ bộ đồ khác màu bự dài rộng vậy đó. Phải không? Cũng là chúng thanh bá tánh giống như huynh đệ thôi. Chẳng qua mặc cái áo khác màu khác kiểu vậy mà. Chứ có gì đâu. Phải không? Bây giờ là Phật, huynh đệ hỏi tiếp. Dạ hỏi đi con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Và con cũng kính bạch thầy Thiện Chí. Thì hôm nay con qua cái lời của thầy giảng vừa rồi, và qua những cái lời mà chia sẻ của thầy Thiện Chí, thì con cũng xin phép, con cũng không phải nói là con đại diện cho Phật tử, nhưng mà đây là một cái ý nghĩa hồi nãy giờ con cũng có cái sự lắng nghe, và con cũng rất là cảm động. Những cái lời này thì đúng ra là lần đầu tiên mà con đến cái tỉnh thất của thầy, thì đúng ra là nó cũng chiêu cảm được cái lòng con. Thực sự ra thì con là một cái người cũng đang học Phật, đang cũng tu học Phật, thì con cũng tự sửa đổi trong cái tâm của mình, cái tính của mình. Thì con cũng có cái cơ duyên mà để con gặp được thầy hôm nay.
Rồi đầu tiên là con cũng trước, thì trước thầy con cho con phép được cùng mấy huynh đệ chị em con hôm nay về đây, là suy nghĩ ra là tụi con nghĩ là mình cũng có một cái chưa có sự mà để tri ân với thầy Thiện Chí. Không phải thầy nói ra mình mới nghĩ lại, nhưng mà con nghĩ nếu mà tụi con không gặp được cái tỉnh thất này và không gặp được thầy Thiện Chí thì tụi con cũng không có dịp đi gặp thầy. Do đó mà đúng ra là những cái lời thầy Thiện Chí nói thì đúng ra con trong lòng nó cảm thấy nó phải nói là rất là xúc động. Thì bây giờ trước mặt thầy và thầy Thiện Chí thì cho con được một cái lời rất là thành kính tri ân nơi Tam Bảo nơi đây và thầy Thiện Chí. Đó là một cái lời đầu tiên mà con muốn nói. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cho con xin hạnh lại một lễ. Dạ. Cảm niệm công đức con đã đến thầy Thiện Chí. Dạ, đây. Cái điều thứ hai là con cũng khi lắng nghe thì đây là một cái lời nói giống như là khi mình nghe một người thầy đã chia sẻ như vậy, thì nếu mà với hàng Phật tử chúng con mà không đáp lại thì cũng như là mình học mà mình cũng không, cũng như là mình không có trả bài vậy. Thì giống như con nghĩ như vậy, thì đây là một cái lời nói riêng bản thân con. Thì thật sự thì khi mà họ hiểu được Phật Pháp thì đúng là con có về chùa Long Vân là con mỹ mở được cái huệ, nhưng mà con cũng nghe được cái đĩa giảng của thầy ở tại chùa Long Vân. Thì khi con biết thầy Thiện Chí là đệ tử của thầy thì trong lòng con cũng rất là mừng, tại vì con chỉ được nghe giảng một cái đĩa của thầy ở chùa Long Vân mà con không có gặp được riêng thầy thực tế như vậy. Nhưng mà đúng là cũng cái duyên của bên chồng con có người mất, anh chồng mất mà được mời thầy Thiện Chí về đó để mà cũng là cũng kinh đó. Đó, nhưng mà đối với con thì con không bị không hiểu cái đó là do chư Bồ Tát hay là như thế nào, nhưng mà đối với con thì con đến một cái nơi nào đó thì con không có nhìn về cái bề ngoài nơi chùa đó và một cái vị thầy đó để mà con tu. Nhưng mà khi mà con đến gặp một cái vị thầy hoặc là ni sư không có sự phân biệt trong con, mà nó chỉ chiêu cảm trong con bằng một cái lời dạy hoặc là một cái lời giảng, thì ý con nói ra đây để thầy Thiện Chí cũng yên lòng. Con nghĩ là gì? Không phải là những ngôi chùa lớn hoặc là những nơi mà Phật tử đến đông là nơi đó tất cả những người Phật tử hoặc chỗ mà thầy đó hoặc là nơi đó nó thịnh. Nhưng mà dù một cái nơi nhỏ như vậy, nhưng mà cũng như là do cái sự mà tu tập, cái năng lượng tu tập giống như con vậy, nếu mà con có phải sự phân biệt thì con sẽ tìm đến những ngôi chùa lớn. Nhưng mà khi đến đây là nó chiêu cảm trong lòng con, từ những con gặp thầy dù một lời nói hoặc con đến Tam Bảo thì con cảm thấy là con thấy nơi đây là cũng cần mình phải đến. Ý là con nói như vậy để giống như để thầy Thiện Chí nhưng giống như hãy yên lòng, tại vì nơi nào mà giống như mà cái đạo tâm mà nó vững hoặc cái năng lượng tu tập vững, khi mình tu thì giống như thầy dạy, tiền bạc vật chất là phù du, nó cũng không phải là cái mà để mình cần, là cũng phải cần, đó là phương tiện. Nhưng mà cái chính của người tu là phải cần sự hy sinh, con nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mình hy sinh thì con nghĩ nó sẽ có tất cả. Đó là một cái điều mà chính bản thân con cũng cảm nhận được. Mà nếu mà nói mà chia sẻ thì con cũng thấy không có đủ thời gian để mà chia sẻ. Con cũng có mít lời con xin cảm ơn công đức của con để chia sẻ. Thời giờ đã hết đó. Trung đạo mong huynh đệ ngồi yên lặng lại, nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật. Nhắm mắt hít sâu thở dài niệm Phật.